Đồ đệ xuống núi, vô địch thiên hạ, Diệp Bắc Minh. Tập 142. Trần Vũ Nhu che miệng. Ực ực, nuốt nước bọt, Diệp công tử, cậu điên rồi. Hang thần ma không chỉ cực kỳ nguy hiểm, cậu còn muốn dụ đế huyết chủng tộc, cảnh giới tế đạo cấp 9 tới đó. Việc này không khác gì đi vào chỗ chết. Vì căng thẳng nên cô đã nắm lấy tay Diệp Bắc Minh. Trong mắt hiện lên một tia cầu xin, đừng làm vậy, tìm chỗ nào trốn đi. Dưỡng thương cho tốt, đợi thực lực của cậu khôi phục, sau đó ở ẩn, nâng cao cảnh giới. Với thiên phú của cậu, sớm muộn cũng có một ngày, những người đó sẽ không phải là đối thủ của cậu. Diệp Bắc Minh lắc đầu, ý tôi đã quyết rồi. Trần sư tỷ, cô ở lại đây dưỡng thương, tôi đi trước. Nói xong hắn quay người rời đi. Diệp công tử, này. Trần Vũ Nhu nhìn bóng dáng Diệp Bắc Minh rời đi, gấp gáp dậm chân. Sau khi ra khỏi hang động, Tháp Càn Khôn Chấn Ngục lập tức truyền âm, tiểu tử, cậu thật sự định làm như vậy sao? Diệp Bắc Minh gật đầu, đúng vậy. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục nói, cậu có biết làm như vậy cực kỳ nguy hiểm không? Diệp Bắc Minh tự giễu cười nói, tiểu tháp, tất cả mọi người đều chết rồi. Ông cho rằng tôi còn sợ nguy hiểm sao? Trước đây, tôi còn có chút e dè, nhưng bây giờ những e ngại cuối cùng đã không còn nữa rồi. Tôi muốn giết tất cả những người đó, bồi táng cùng với cha mẹ, sư tỷ, Nhược Giai. Giọng điệu vô cùng kiên định. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục suy nghĩ một chút, sau đó do dự nói, tiểu tử, khi nhà tù số 7 sụp đổ, bổn tháp cảm nhận được một làn sóng chấn động không gian. Nhưng đó không phải là khí tức hủy diệt, mà giống như... Diệp Bắc Minh sửng sốt, vội vàng truy hỏi, tiểu tháp, có phải ông phát hiện ra cái gì rồi không? Tháp Càn Khôn Chấn Ngục nói, bổn tháp cũng không biết, chỉ là cảm giác được một dao động trận không gian mà thôi. Có lẽ nhà tù số 7 chưa bị phá hủy hoàn toàn. Cái gì? Trái tim tê dại của Diệp Bắc Minh bỗng nhiên sống lại, kích động hỏi, tiểu tháp, ông nghiêm túc chứ? Không chắc chắn lắm, cần cậu tự đi kiểm tra. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục trả lời. Diệp Bắc Minh nắm chặt nắm đấm, xem ra vẫn phải quay lại nhà tù số 7 một chuyến. Bóng người lóe lên rồi nhanh chóng biến mất. Nửa ngày sau, bên ngoài hang thần ma. 7-8 thanh niên nam nữ đang nhìn vào lối vào hang thần ma. Khóe miệng một thanh niên hiện lên một tia khinh thường, chính là nơi này. Vận may của chúng ta cũng quá là rác rưởi rồi. Lại bị sắp xếp vào nơi tồi tàn này, pháp tắc rách nát, đến một cảnh giới đại đế cũng không có. Vài tế đạo chi thượng còn sót lại vẫn đang trốn không dám ra ngoài, nhưng cảnh giới tế đạo cấp 9 lại có thể tràn lan khắp thế giới. Nơi rách nát này thì có gì tố chứ? Một thiếu nữ bên cạnh phàn nàn, còn không phải sao? Cơ hội 100 triệu năm mới có một lần, lại chọn đúng nơi tồi tàn này, đúng là đen đủi chết đi được. Nghe hai người phàn nàn. Một người phụ nữ có dáng người thanh nhã, thân hình uốn lượn, váy thần tiên tung bay nói, thế giới này tuy vụn vỡ, nhưng năm đó đã trải qua sự huy hoàng khi hàng trăm đại đế cùng tồn tại. Đế chiến năm đó khốc liệt đến mức trời đất tối tăm. Thậm chí còn kinh động đến thượng giới chúng ta. Nghe nói, chỉ riêng sâu trong hang thần ma này đã có ít nhất 30 vị đại đế tổn thất. Lát nữa đi vào trong, có lẽ có thể tìm được một ít bảo vật cảnh giới đại đế còn lưu lại. Một giọng nói như thiên lai khiến tất cả mọi người đều im lặng. Một thanh niên áo trắng mỉm cười, Tô cô nương nói đúng, lát nữa đi vào, mọi người đều phải tìm kiếm kỹ một chút. Được rồi, mọi người chỉ có thể gật đầu. Thanh niên mặc áo trắng nhìn cô gái có giọng nói như thiên lai, ánh mắt có chút rực lửa. Cô gái tên là Tô Diên, đến từ nhà họ Tô. Hàng tỷ năm trước, một thiên tài tuyệt thế tên là Tô Trần đã ra đời. Thành lập nên nhà họ Tô bất diệt suốt hàng tỷ năm. Vị Tô Trần kia tinh thông võ đạo, y thuật, đan dược, luyện khí, trận pháp. Tô Diên chính là hậu nhân của Tô Trần. Chỉ cần có được Tô Diên, sẽ có thể trở thành con rể nhà họ Tô. Đến lúc đó, toàn bộ thượng giới, còn có ai không nể mặt Lịch Truyết ta chứ? Lịch Truyết nghĩ trong lòng, nếu không phải Tô Diên cũng chọn phải chỗ này, mình cũng sẽ không buồn đến cái nơi khỉ ho cỏ gáy này. Nhưng giờ vẫn phải giả vờ một chút, dù sao cũng phải để lại ấn tượng tốt trước mặt Tô Diên. Đang nghĩ, có người tới. Đột nhiên, một người đi cùng hét lên. Tô Diên nhắc nhở một câu, yêu cầu của thử thách là không được để bất kỳ ai phát hiện sự tồn tại của chúng ta. Nếu không sẽ coi như thử thách thất bại, đừng quên. Bóng của mọi người lóe lên. Bass. Không gian xung quanh dao động. Mấy người vừa đứng ở cửa vào hang thần ma đột nhiên trở nên vô hình. Không có bất kỳ khí tức gì, giống như chưa từng xuất hiện. Cùng lúc đó,
Diệp Bắc Minh nhanh chóng bay tới, chuẩn bị bước vào hang thần ma. Đột nhiên, hắn cau mày, quay lại liếc nhìn nơi Tô Diên, Lịch Tuyết và những người khác đang ẩn thân. Tiểu tử, sao thế? Tháp Càn Khôn Chấn Ngục nói. Diệp Bắc Minh cau mày, tiểu tháp, ông có cảm thấy nơi này có gì đó không đúng không? Có vẻ như có nhiều người đang theo dõi chúng ta từ vị trí đó. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục trả lời, bổn tháp không cảm thấy gì, có phải cậu cảm giác sai rồi không? Có lẽ thế. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Diệp Bắc Minh suy nghĩ một chút. Không còn do dự nữa, bước vào hang thần ma. Tiểu tử này, hắn chỉ là một người bản địa, hắn phát hiện ra chúng ta sao? Nhất định là trùng hợp, một thanh niên mặc áo xanh không vui chửi rủa. Lịch Tuyết lắc đầu, không thể nào. Một người bản địa cảnh giới đại đạo cấp 1 có nhìn đến chết cũng không thể nào biết được sự tồn tại của chúng ta. Sau trận chiến với nhà họ Tiêu, mặc dù Diệp Bắc Minh đã bị cảnh giới đại đế làm bị thương. Nhưng hắn đã thành công thăng cấp đến cảnh giới đại đạo cấp 1. Một người phụ nữ mặc áo đỏ cau mày, tiểu tử này đã tiến vào hang thần ma rồi, chúng ta phải tiến vào thử thách. Sau này sẽ không trở thành rắc rối của chúng ta đấy chứ. Thanh niên mặc áo xanh cười tâu toét, hay là anh ta làm động tác cứa cổ. Dù sao, có giết một đống người thì thượng giới cũng không quan tâm. Dù có phát hiện thì cũng chỉ mở một mắt, nhắm một mắt mà thôi. Dù sao, trong mắt họ, những người này không khác gì đàn kiến. Tô Diên cau mày, cảnh giới của hắn quá thấp, sẽ không tiến vào quá sâu. Địa điểm thử thách của chúng ta nằm ở nơi sâu nhất của hang thần ma, vì vậy cứ mặc kệ hắn. Lịch Tuyết cười, Tô cô nương nói đúng, mọi người nên lương thiện một chút. Loại người bản địa này muốn tu luyện đến cảnh giới đại đạo cấp 1 cũng không dễ dàng gì, chúng ta cũng không cần làm những việc tuyệt diệt như thế. Wow, Lịch công tử, anh thật tốt bụng. Người phụ nữ mặc áo đỏ cùng hai cô em gái nhìn với vẻ mặt ngưỡng mộ. Lịch Tuyết vô cùng hữu dụng. Hắn liếc mắt nhìn Tô Diên. Chỉ đáng tiếc. Tô Diên không nhìn hắn, ngược lại nhìn chằm chằm về hướng Diệp Bắc Minh rời đi, sao ta cảm thấy người này có gì đó không đúng. Chúng ta tiếp tục đi, nếu gặp lại người vừa rồi, chỉ cần tránh xa hắn là được. Nhớ kỹ quy tắc thử thách, không được quấy rầy, không được tiếp xúc, không được giao tiếp, Tô Diên nói. Nghe theo Tô cô nương. Anh ta vừa cười vừa gật đầu. Một đám người lập tức nhấc chân tiến vào hang thần ma. Một ngày sau, ở Nguyên Thủy chân giới xuất hiện một tin tức, có người phát hiện ra hành tung của Diệp Bắc Minh trong hang thần ma. Tin tức vừa truyền ra, vô số người nghe được tin tức đều hành động. Hang thần ma, hắn đến đó làm gì? Có người nhìn thấy hắn lang thang bên ngoài hang thần ma rất lâu, đi mấy bước liền nôn ra máu. Hỗn độn thể thật sự sẽ chết sao? Ta biết rồi, hắn chuẩn bị dùng hang thần ma làm mộ phần cuối cùng, muốn được chôn cất ở đó. Có người đoán. Sắc mặt của không ít người liền thay đổi. Mặc kệ thật hay giả, trước tiên chúng ta đi tới hang thần ma đã. Đúng vậy, đến sớm có thể lấy được một ít máu hỗn độn. Nếu đến muộn, thì đến tư cách dây phần cũng không có đâu. Người của các thế lực lớn, đế huyết chủng tộc lập tức xông thẳng đến hang thần ma. Anh, hang thần ma, đi mau. Em muốn tự mình hành hạ tên khốn đó đến chết. Diệp Bắc Minh đã dẫm nổ tung đầu bà ta. Thần phủ cũng nổ tung. Tuy bà ta giữ được mạng sống, nhưng thần hồn đã bị tổn thương, cảnh giới cũng từ cảnh giới tế đạo cấp 9 mà rớt xuống. Cảnh giới tế đạo cấp 3. Hẳn 6 cảnh giới nhỏ đấy. Dựa theo tốc độ tu luyện võ đạo của bà ta, ít nhất phải mất 6 tỷ năm mới có thể khôi phục lại được. 6 tỷ năm. Làm sao có thể không hận chứ? Ông già đầu chọc gật đầu, trực tiếp hạ lệnh, người đâu, tất cả người ở cảnh giới tế đạo cấp 5 trở lên của tuyết tộc, đi theo ta. Ở một bên khác, Tiêu Lục Quốc sau khi nghe được tin tức, hai mắt trợn to, hang thần ma. Đó là một nơi tuyệt địa. Tên xúc sinh đó đã hủy hoại truyền thừa của nhà họ Tiêu ta, đáng phải chết vạn lần. Tất cả những người ở cảnh giới tế đạo trở lên, đi theo ta. Một lúc sau, rất nhiều tu võ giả nhìn thấy một nhóm người nhà họ Tiêu đang thẳng tiến đến hang thần ma. Trung Châu, đại điện nhà họ Diệp. Ha 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 ha. Diệp Mặc chắp tay sau lưng, bước từng bước trên bậc thềm, cười điên cuồng, vị trí thánh tử còn không phải sẽ thuộc về ta sao? Diệp Bắc Minh chỉ là một kẻ vô dụng mà thôi. Chọc vào nhiều người như vậy, ngay cả Thí Thiên Lão Tổ cũng bị hắn hại chết. Loại tai họa này, chết mới là chuyện tốt. Dưới ánh mắt của hàng vạn người, Diệp Mặc bước từng bước lên bậc thềm. Bước lên bậc thềm thứ 99, ngồi vào vị trí thánh tử thuộc về mình. Từ trên cao nhìn xuống,
nhìn xuống Diệp Quỳnh đang quỳ trên mặt đất. Diệp Quỳnh, người và Diệp Bắc Minh rất thân thiết, cũng là người sống sót từ vô căn chi địa. Nói đi, trong vô căn chi địa đã xảy ra chuyện gì? Trên người Diệp Quỳnh đầy máu, dây xích đang trói cô lại. Quỳ trên mặt đất, đầu gối bị rách nát. Dù vậy, cô vẫn nghiến răng nghiến lợi ngẩng đầu nhìn Diệp Mặc trên đài cao. Diệp Mặc, vị trí thánh tử của ngươi đã bị phế lâu rồi. Bây giờ ngươi có tư cách gì mà tự xưng là thánh tử nhà họ Diệp? Đôi mắt Diệp Mặc giật giật, ta nghĩ ngươi đúng là muốn chết rồi. Một cái tát vào mặt. Bang! Cực kỳ thô bạo. Diệp Quỳnh lăn ra, đập mạnh vào một cây cột trong đại điện, phun ra một ngụm máu tươi. Hai ông lão bước tới, lôi cô lên, rồi lại bắt quỳ xuống. Cơ thể Diệp Quỳnh đau đớn đến run lên, Diệp Mặc. Ngươi có giết ta cũng vô dụng, cả đời này ngươi mãi mãi không thể so sánh được với Thánh tử Bắc Minh. Khoảng cách giữa ngươi và Thánh tử Bắc Minh chính là khoảng cách giữa kiến và thần long. Ha 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 ha, đúng là muốn chết. Diệp Mặc gầm lên. Anh ta tức giận đến sắc mặt trắng bệch, tay chân run rẩy. Năm ngón tay siết chặt trong hư không, khoảnh khắc chuẩn bị giết Diệp Quỳnh. Dừng tay. Một giọng nói có chút mệt mỏi vang lên, Diệp Mặc giật mình. Những người khác trong đại điện lần lượt đứng dậy, nhìn về phía cửa. Giây tiếp theo, cánh cửa lớn mở ra, một người đàn ông trung niên chậm rãi bước vào đại điện. Vừa nhìn thấy người này, tất cả mọi người đều quỳ rạp xuống đất, tham kiến cuồng nhân lão tổ. Người đàn ông trung niên chính là một lão tổ cảnh giới tế đạo cấp 9 khác của nhà họ Diệp, Diệp Cuồng Nhân. Diệp Cuồng Nhân liếc nhìn Diệp Quỳnh, khẽ cau mày, mặc dù cô ta không phải huyết mạch nhà họ Diệp, nhưng cô ta đã vất vả vì nhà họ Diệp nhiều năm như vậy. Giữ lại mạng cho cô ta, để cô ta tạm thời sống sót đi. Diệp Mặc không dám phản bác, rõ. Anh ta hạ lệnh, các người, đưa cô ta đến thiên lao đi. Hai ông lão lập tức kéo Diệp Quỳnh rời khỏi đại điện. Lúc này Diệp Mặc mới lộ ra một nụ cười, lão tổ, sao người lại tới đây? Diệp Cuồng Nhân hừ lạnh một tiếng, bây giờ ở bên ngoài đang nổi gió rồi. Sau khi Diệp Bắc Minh bị thương nặng, đã xuất hiện trong hang thần ma. Chỉ cái thứ không có tiền đồ như ngươi vẫn còn đang đấu đá trong nhà thôi. Cái gì? Vẻ mặt Diệp Mặc vui mừng, phát hiện ra hành tung của hắn rồi sao? Tốt, tốt quá rồi. Người đâu? Trong hang thần ma. Tốc độ của Diệp Bắc Minh rất nhanh. Chưa đầy 15 phút, hắn đã đi tới khu vực giữa của hang thần ma. Phía sau hắn, Tô Diên, Lịch Truyết, người đàn ông mặc áo xanh, người phụ nữ mặc áo đỏ và 7-8 người khác hoàn toàn kinh ngạc. Chuyện gì vậy, tốc độ của tiểu tử này nhanh quá. Người đàn ông mặc áo xanh sửng sốt, hơn nữa, con đường mà hắn đi là con đường ngắn nhất. Hơn nữa, còn tránh được tất cả ma thú trên đường một cách hoàn hảo. Sao hắn có thể làm được? Không chỉ có anh ta. Tô Diên và Lịch Truyết cũng nhìn chằm chằm vào Diệp Bắc Minh đang ngồi khoanh chân ở phía trước. Lịch Truyết nheo mắt lại, hắn bị thương rồi, các ngươi nhìn vị trí tim hắn kìa, có một cái lỗ. Bị thứ gì đó xuyên qua ngực, cả trái tim đều biến mất rồi. Người phụ nữ mặc áo đỏ nghi hoặc, tại sao hắn không sửa chữa lại cơ thể? Cảnh giới đại đạo cấp 1, cho dù thân thể bị hủy hoại, một giọt máu cũng có thể tái sinh. Tô Diên trợn tròn mắt nhìn Diệp Bắc Minh, không chớp mắt. Không phải hắn không muốn khôi phục, mà là hắn không thể khôi phục. Hả? Những người đi cùng sửng sốt, tất cả đều nhìn về phía Tô Diên. Tô Diên lắc đầu, nhíu mày, phát ra một thần niệm thăm dò. Khi đến gần Diệp Bắc Minh, Diệp Bắc Minh đang ngồi khoanh chân đột nhiên mở mắt ra. Soạt! Hắn nhìn về phía Tô Diên. Giây tiếp theo, một thanh trường kiếm hình dáng đơn giản xuất hiện trong tay Diệp Bắc Minh, chém tới vị trí của Tô Diên. Gào! Tiếng rồng gầm vang lên, một con huyết long lao ra. Mấy người đang ẩn thân liền nhanh chóng lùi lại, một tiếng nổ lớn vang lên, vị trí ban đầu sụp đổ và biến thành tro bụi. Khói và bụi ở khắp mọi nơi. Khi khói bụi tan đi, mọi người đều kinh ngạc phát hiện Diệp Bắc Minh đã đứng ở chỗ vừa rồi từ lúc nào. Hắn đến đây từ lúc nào vậy? Người phụ nữ mặc áo đỏ kinh ngạc. Mọi người đều kinh ngạc nhìn chằm chằm Diệp Bắc Minh. Chỉ thấy, Diệp Bắc Minh đang tìm kiếm chỗ đó. Lắc đầu, kỳ lạ, vừa rồi rõ ràng cảm thấy ở đây có người, lẽ nào là do mình bị ảo giác? Tháp Càn Khôn Chấn Ngục truyền âm, tiểu tử, làm gì có người, sao bổn tháp không cảm thấy? Diệp Bắc Minh cau mày, có lẽ là thần kinh của tôi căng thẳng quá. Nhìn về hướng vừa đến. Những người đó có lẽ cũng đến rồi. Giết chóc, bắt đầu. Hắn nheo mắt lại, quay người và nhanh chóng rời đi. Lúc Diệp Bắc Minh rời đi, Tô Diên vẫn sầm mặt,
nhìn chằm chằm về phía Diệp Bắc Minh rời đi. Tô cô nương, cô bị sao vậy? Người phụ nữ mặc áo đỏ hỏi. Sắc mặt Tô Diên âm trầm như nước, đạo thương của cảnh giới đại đạo. Tô cô nương, cô nói gì thế? Mọi người đều nghi hoặc. Tô Diên ngưng trọng nói, thanh niên vừa rồi đã bị đạo thương của cảnh giới đại đế, cho nên mới không thể khôi phục. Cái gì? Đạo thương của cảnh giới đại đế? Chết tiệt! Mọi người đều ngây ra. Tất cả đều trợn mắt, há miệng, kinh ngạc nhìn nhau. Đạo thương của cảnh giới đại đế, cho dù là bọn họ, cảnh giới tế đạo chi thượng cấp 1, cấp 2 cũng không thể sống sót nổi một giờ. Tiểu tử này bị trúng đạo thương cảnh giới đại đế lại vẫn có thể sống sót. Từ lúc bọn họ tiến vào hang thần ma, ít nhất cũng đã nửa ngày rồi nhỉ. Tên này là quái vật gì chứ? Lịch Truyết gật đầu, không chỉ vậy, các ngươi có phát hiện ra thanh kiếm trong tay hắn không? Kiếm. Người đàn ông mặc áo xanh suy nghĩ một chút, gật đầu, nhìn thấy rồi, hình dáng rất cổ xưa, lực sát thương cũng không tệ. Lịch công tử, thanh kiếm đó có vấn đề gì sao? Lời nói của Lịch Truyết rất kinh ngạc, đó là một thanh đế kiếm. Một binh khí đại đế theo ý nghĩa thật sự, khác biệt duy nhất là không có tế luyện của pháp tắc cảnh giới đại đế. Bất cứ ai có được thanh kiếm đó, khi tiến vào cảnh giới đại đế, đều có thể trực tiếp biến nó thành một binh khí đại đế hoàn chỉnh. Lời nói vừa dứt. Chết tiệt. Thật hay giả vậy? Một vài người đi cùng ngay lập tức bị sốc. Ai nấy đều đứng yên tại chỗ, run rẩy vì kích động. Soạt, ánh mắt đồng thời ngưng trọng, nhìn về hướng Diệp Bắc Minh rời đi, ánh mắt đó giống như sói đói nhìn thấy con mồi. Lịch Truyết lộ ra một nụ cười, lần này chúng ta có vẻ sẽ không phải về tay không rồi. Tô Diên, Lịch Truyết, anh định làm gì vậy? Lịch Truyết nói, Tô cô nương, con kiến hôi này có được một binh khí đại đế trong tay, lẽ nào cô không động lòng à? Tô Diên nghiêm mặt lắc đầu, Lịch Truyết, tôi cảnh cáo anh. Không được phép có ý đồ với người bản địa này, thí luyện có quy tắc của thí luyện. Nếu chúng ta tùy tiện giết chết người bản xứ này, chắc chắn nó sẽ ảnh hưởng đến tiến trình của thế giới này, anh sẽ dính phải một phần lực nhân quả. Nghe thấy mấy chữ lực nhân quả. Tất cả những người đi cùng, kể cả Lịch Truyết, đều biến sắc. Lực nhân quả cực kỳ khủng bố, cho dù có là tồn tại ở cảnh giới đại đế, thì cũng không dám tùy tiện dây vào. Được thôi. Lịch Truyết suy nghĩ một lát, rồi nở nụ cười, tôi sẽ từ bỏ ý định vừa nãy. Tô Diên thở phào một hơi, chúng ta cũng đi thôi, đi vào chỗ sâu nhất trong hang thần ma, đó mới là nơi chúng ta thí luyện. Mấy người vừa mới bước được mấy bước. Đoàng. Một tiếng nổ lớn vang lên mà chẳng hề có dấu hiệu báo trước, không khí lập tức méo mó. Một cỗ lực lượng có tính hủy diệt thổi quét qua. Thanh niên áo lam đi đầu hét lên một tiếng, a. À. Cả người anh ta như chiếc lá rụng trong gió thu, bị hất văng ra mấy chục mét, rồi nện người vào bức tường. Mọi người nhìn chăm chú. Hoàng Lương. Rồi đồng loạt hít một ngụm khí lạnh. Họ ngỡ ngàng trước cảnh tượng trước mắt. Hoàng Lương, thanh niên áo xanh đã mất một chân. Phần bụng, mặt và ngực đều bị nổ tung thành từng mảnh, thê thảm như một con chó chết nằm dưới đất. Nghe thấy tiếng động phía sau. Diệp Bắc Minh dừng bước, quay đầu lại nhìn, vào nhanh thế. Ha ha, để ta xem các ngươi vào được bao nhiêu người. Tay anh cầm một hạt châu màu đen, rồi lặng lẽ chôn nó xuống đất. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục cất giọng, nhóc con, đồ chơi này là thứ mà tu võ giả có thể nghĩ ra à? Không ngờ cậu lại trộn khí hỗn độn, ma khí và khí sát lực vào trong một hạt châu. Một khi có người dẫm vào, ba loại lực lượng đối lập nhau, sẽ tạo ra một vụ nổ kinh hoàng ngay lập tức. Bồn tháp cũng không ngờ đến điểm này. Diệp Bắc Minh lắc đầu, tiểu tháp, chỉ cần là người Hoa Hạ, thì không ai không biết vật này. Đây là thứ mà thế hệ đi trước của chúng tôi tạo ra bằng máu và nước mắt để chống lại giặc ngoại xâm. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục ngẩn ra, thứ này có uy lực cực lớn, phỏng chừng có thể cho nổ chết một người ở cảnh giới tế đạo tầng 6, tầng 7. Cảnh giới tế đạo tầng 9 mà dẫm phải một viên, không phòng bị thì cũng sẽ bị thương nặng. Cái vũ khí giết người mạnh như này, hãy đặt cho nó một cái tên đi. Diệp Bắc Minh trầm ngâm mấy giây, khí hỗn độn, ma khí, khí sát lục. Thế thì mỗi thành phần lấy một chữ, hãy gọi nó là hỗn ma sát. A, à, Hoàng Lương đau đến nỗi vặn vẹo toàn thân, lăn lộn trên mặt đất, đau. Đau chết mất. Lịch Truyết nhíu mày, Hoàng Lương, cậu đừng giả vờ nữa. Cậu ở cảnh giới tế đạo tầng 9, tuy vụ nổ vừa rồi có sức sát thương thực kinh khủng. Nhưng chưa giết được cậu. Chỉ một cái chân thôi mà, cậu có thể hồi phục trong nháy mắt. Anh ta lắc đầu, mau đứng lên đi, chúng ta còn phải lên đường nữa. Đau, đau quá.
Hoàng Lương vẫn lăn lộn trên mặt đất, không hồi phục được nữa, có thứ gì đó đang chạy trong người tôi, đau. Đau quá, Tô cô nương, cứu tôi với. Ánh mắt Tô Diên trầm xuống. Cô ta vội vàng tiến lên, kiểm tra vết thương của Hoàng Lương, không ổn. SSS, khí hỗn độn, trong cơ thể Hoàng Lương có một lượng lớn khí hỗn độn đang tàn sát bừa bãi. Đám khí hỗn độn này, đang phá hoại kinh mạch và đan điền của cậu ta, ngăn thần lực của cậu ta phục hồi thương thế. Mọi người sửng sốt, khí hỗn độn. Lịch Chiết hừ lạnh, Hoàng Lương, cậu giỏi lắm, không ngờ cậu còn có cả khí hỗn độn. Hoàng Lương đau đến nỗi vặn vẹo, không phải tôi, thật sự không phải tôi. Bên trong cái thứ nổ tung vừa nãy, có khí hỗn độn, đám khí hỗn độn đó đã chui vào cơ thể tôi. Cái gì? Nét mặt mọi người lại thay đổi. Lịch Chiết quay người, nhanh chóng đi về phía trước. Lịch Chiết, anh làm gì vậy? Mặt Tô Diên biến sắc. Chỗ đó có khả năng sẽ còn phát nổ. Lịch Chiết không quay đầu lại, tôi muốn xem, có phải chỗ này còn sót lại khí hỗn độn không? Sau một hồi tìm kiếm trong không khí, quả nhiên, một chút khí hỗn độn chưa tản đi hết, tràn ngập trong không khí. Bạo tay thật đấy, lại đi dùng khí hỗn độn chế tạo vật nổ, để nâng cao lực sát thương à? Lệ Chiết vừa bước thêm một bước. Ngay sau đó, anh ta dựng tóc gáy. Một cảm giác cực kỳ nguy hiểm ập tới. Hỏng rồi. Mặt Lịch Chiết biến sắc, sau đó lập tức lùi lại với tốc độ nhanh nhất đời mình. Chỉ trong vài hơi thở, một luồng sức mạnh có tính hủy diệt cực kỳ khủng bố nổ tung, Lịch Chiết đã thi triển trước một công pháp phòng ngự, trên người anh ta đã hiện ra một lớp mai rùa gần như trong suốt. Chắn đi phần lớn sức mạnh của vụ nổ. Anh ta vẫn bị hất văng ra xa. Lùi về sau hơn 10 mét, mới đứng vững. Chết tiệt. Khí huyết trong cơ thể Lịch Chiết sôi trào, con người co rút. Nếu mình mà lùi không nhanh, e là kết cục của mình đã như Hoàng Lương rồi. Mình đã đến cảnh giới đại đạo chi thượng tầng 2, rõ ràng con kiến hôi này mới ở cảnh giới đại đạo. Thế mà kéo dài qua đại đạo chi thượng, cảnh giới tế đạo chi thượng, ba cảnh giới lớn. Hắn dựa vào đâu mà có thể làm mình bị thương chứ? Đệt, Lịch Chiết nghĩ lại mà sợ. Đồng thời, anh ta nhạy cảm thấy rằng, người bản xứ này không đơn giản. Trên người, chắc chắn có bảo bối khiến anh ta hứng thú. Lịch Chiết, anh không sao chứ? Giọng Tô Diên vang lên. Lịch Chiết quay đầu lại, đôi mắt lóe lên tia mừng rỡ. Diên Nhi, em đang quan tâm tôi đấy à? Tô Diên nhíu mày, thấy hơi buồn nôn. Lịch Chiết, anh hiểu lầm rồi. Chúng ta là đồng đội, tôi không muốn thấy bất cứ ai bị thương nữa. Cái lối mà người bản địa đó đi, e là trên đường toàn vật nổ như vừa nãy, để cho an toàn, chúng ta đi đường vòng đi. Đi vào sâu trong hang thần ma bằng lối khác. Giọng điệu cao cao tại thượng. Làm cho người ta không thoải mái. Lịch Chiết liếc mắt nhìn theo hướng Diệp Bắc Minh rời đi, sau đó gật đầu, được, nghe em đấy. Mấy người mang theo Hoàng Lương đang bị thương, đang chuẩn bị lên đường. Tô Diên như nghĩ tới gì đó, lại bổ sung thêm một câu, phải rồi. Sau này hãy gọi tôi là Tô Cô Nương, đừng có suốt ngày gọi Diên Nhi, chúng ta không thân lắm đâu. Các đồng đội đi thí luyện cùng. Quay sang nhìn Lịch Chiết bằng ánh mắt kỳ lạ. Sắc mặt Lịch Chiết trở nên rất xấu. Những lời Tô Diên nói, tựa như tát vào mặt anh ta vậy. Vang bôm bốp. Đệt, 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 nếu không vì nể mặt nhà họ Tô, cô nghĩ ông đây sẽ đi nịnh nọt cô thế này à? Nếu cô vẫn còn không biết điều, lão tử sẽ giết hết các ngươi. Đôi mắt Lệ Chiết trở nên cực kỳ lãnh khốc. Trong lúc thí luyện, chết vài người là chuyện rất bình thường. Tô Diên thấy Lịch Chiết không trả lời, nhíu mày. Lịch Chiết, lời tôi nói, anh có nghe vào tai không vậy? Lịch Chiết giật giật khóe mắt. Ánh mắt lại càng lạnh hơn. Trong lòng đã ngắm mục tiêu. Một kiện binh khí đại đế. Với cả đồ trên người tên dân bản địa kia nữa. Giết Tô Diên và những người khác, cũng không phải không được. Thiếu nữ đến tuổi ở nhà họ Tô nhiều lắm, đâu cần nhất thiết phải treo cổ trên cái cành cây Tô Diên này. Sau khi suy nghĩ thông suốt, Lịch Chiết chợt thấy cực nhẹ nhõm, anh ta ngoài cười nhưng trong không cười. Được, Tô cô nương. Hang thần ma được chia làm, tầng ngoài, tầng giữa và tầng trong. Đến hang thần ma lần thứ hai, Diệp Bắc Minh ngựa quen đường cũ. Đi thẳng đến lối vào duy nhất dẫn vào tầng giữa và tầng trong. Diệp Bắc Minh ngồi xếp bằng, nhắm mắt dưỡng thần. Suốt hai ngày, thỉnh thoảng, anh lại nghe thấy tiếng gầm rú của ma thú, với cả tiếng hỗn ma sát nổ. Chết tiệt, sao tên này lại ở đây? Nhóm Lịch Chiết. Tô Diên đi đường vòng mất hai ngày, đang định đi vào tầng sâu nhất của hang thần ma,
không ngờ lại trông thấy Diệp Bắc Minh ở chỗ lối vào bắt buộc phải đi qua. Tô cô nương, làm sao bây giờ? Cô gái áo đỏ nhíu mày, tuy chúng ta có thể ẩn thân, nhưng nếu nhiều người như này đi qua đó, khoảng cách với người bản xứ kia sẽ chưa đến 10 mét. Trong phạm vi 10 mét, chắc chắn sẽ bị anh ta phát hiện. Một khi bị anh phát hiện, thí luyện của chúng ta lần này coi như thất bại. Những người khác cũng nhíu mày. Tô Diên cũng thấy khó xử. Thí luyện chỉ có 7 ngày, giờ đã qua 2 ngày rồi. Thế mà chúng ta còn chưa vào được tầng trong của hang thần ma, những người tham gia thí luyện khác, có khi đã bắt đầu nhiệm vụ rồi. Mấy người bàn luận. Hoàng Lương xa sầm mặt, tôi thấy cứ giết quách hắn cho xong. Dù sao cũng chẳng ai biết. 2 ngày qua, Tô Diên đã châm cứu để ép hết khí hỗn độn ra khỏi cơ thể anh ta. Bây giờ anh ta đã khỏi rồi. Giờ anh ta hận Diệp Bắc Minh thấu xương. Lịch Truyết gật đầu, tôi ủng hộ Hoàng Lương. Tôi cũng đồng ý. Tôi cũng đồng ý. Cô gái áo đỏ và hai thanh niên khác gật đầu theo. Vẫn còn 3 người đang do dự. Tô Diên lắc đầu quả quyết, không được, bắt buộc phải tuân thủ quy tắc. Nếu đã đến rồi thì đừng núp nữa. Ra mặt đi. Khi mấy người họ đang cãi nhau, một giọng nói lạnh lùng vang lên. Tất cả mọi người quay đầu lại, kinh ngạc nhìn sang Diệp Bắc Minh. Tôi biết các ngươi ở đó, còn không ra đi à? Chẳng lẽ còn muốn tôi phải mời à? Diệp Bắc Minh lạnh lùng nói. Sau đó anh vung tay lên chém ra một đạo kiếm khí. Khi sắp đánh trúng mấy người đang ẩn thân. Bùm! Lịch Truyết vung tay đỡ, sóng khí bùng nổ. Mấy người ẩn nấp hiện thân, sắc mặt họ đều rất kém. Bị dân bản địa ở đây phát hiện, đồng nghĩa với việc thí luyện của họ thất bại. Tất nhiên, vẫn còn một con đường khác, đó chính là giết chết người bản địa trước mặt, thế thì không ai biết bọn họ từng bị phát hiện nữa. Diệp Bắc Minh nheo mắt, các ngươi không phải người của gia tộc đế huyết. 5 người ở cảnh giới tế đạo tầng 9, còn 2 người khác. Ngay sau đó, không đúng, khí tức của các ngươi đã trên cả cảnh giới tế đạo. Tế đạo chi thượng, Diệp Bắc Minh ngạc nhiên. Anh cẩn thận đánh giá đám thanh niên nam nữ trước mặt, các ngươi không phải người ở thế giới này. Những người bị phát hiện đưa mắt nhìn nhau. Đến cả Tô Diên cũng nhíu mày, suy nghĩ đối sách. Ha 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 ha, Lịch Truyết cười to, tên bản địa thấp kém này cũng khá đấy, không ngờ ngươi có thể phát hiện ra bọn ta. Nếu bọn ta đã bị phát hiện, thế thì chẳng có gì hay để nói nữa. Bây giờ bản công tử cho ngươi một cơ hội, trả lời mấy câu hỏi của ta, chỉ cần ngươi trả lời thành thật. Bản công tử bảo đảm sẽ cho ngươi chết một cách nhẹ nhàng. Thứ nhất, thanh kiếm trong tay ngươi, từ đâu mà có? Thứ hai, đám chất nổ vừa rồi, ngươi lấy ở đâu? Thứ ba, có vẻ trên người ngươi có rất nhiều bí mật, nói hết ra xem nào. Diệp Bắc Minh lắc đầu cười lạnh, ngươi là cái thá gì? Có tư cách gì đòi ta trả lời câu hỏi? Ha 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 ha. Lịch Truyết cười đau cả bụng, ta là cái thá gì ư? Tiếng cười dừng lại. Vèo. Chỉ trong một bước đã xuất hiện trước mặt Diệp Bắc Minh, tựa như thần linh trên trời hạ phàm, đối với đám dân bản địa ở thế giới các ngươi, ta chính là thần. Bí mật của ngươi, bản công tử không muốn biết nữa. Ngươi có thể chết rồi. Bụp, anh ta vung tay đánh thẳng vào Diệp Bắc Minh. Lịch Truyết, dừng tay. Tô Diên phản ứng lại, hoảng hốt kêu lên. Lịch Truyết làm như không nghe thấy. Kinh khí mạnh mẽ nổ tung, Diệp Bắc Minh nổ tung, hóa thành một làn huyết vụ ngay tại chỗ. Tô Diên tức tái mặt, Lịch Truyết, anh, sao anh có thể giết người của thế giới này chứ? Anh đã vi phạm quy tắc. Anh cứ đợi đấy, tôi nhất định phải quay về báo cáo việc thí luyện cho các vị trưởng lão. Lịch Truyết cứ làm như không nghe thấy vậy. Anh ta nắm chặt tay. Kiếm Càn Khôn Chấn Ngục bay ra, rơi vào tay anh ta. Vung tay lên, luồng sát khí hùng hậu tỏa ra. SSS, bất hủ đế kim, một thanh đế kiếm được đúc từ một khối bất hủ đế kim nguyên khối. Thảo nào lực sát thương lại khủng bố thế. Lịch Truyết hít một ngụm khí lạnh, ánh mắt tràn ngập kích động. Tô Diên quát, Lịch Truyết, tôi lệnh cho anh, bỏ thanh kiếm đó xuống. Lịch công tử, Tô cô nương đang nói chuyện với anh đó. Hoàng Lương nhắc nhở một câu. Lịch Truyết nắm chặt tay, vung kiếm Càn Khôn Chấn Ngục lên chém, Hoàng Lương chỉ thấy cổ lành lạnh, đầu rơi ra. Kiếm khí thổi quét tới, cái đầu của Hoàng Lương nổ tung ngay tại chỗ, thần hồn tan biến. Thi thể. Đồ dầm xuống đất. Cảnh tượng này làm những người khác sững sờ. Tô Diên ngẩn ra một lúc, mới hồi thần, Lịch Truyết, anh điên à? Anh đang làm cái gì vậy? Anh vừa giết Hoàng Lương đấy. Lịch Truyết nhếch môi cười, đúng đấy. Tôi đã giết Hoàng Lương, cô có ý kiến à? Tô Diên tức giận quát, Lịch Truyết,
tôi phải bẩm báo. Còn chưa nói hết câu, Lịch Tuyết đã lắc mình di chuyển, gần như là trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt Tô Diên. Một bàn tay quỷ mị bóp cổ Tô Diên, rồi nhấc lên cao, làm chân cô ta rời khỏi mặt đất. Cô bảo gì cơ, cô muốn bẩm báo cho ai? Lịch Tuyết cười. Cảm giác hít thở không thông truyền tới, Tô Diên khó khăn lên tiếng, Lịch Tuyết, anh biết mình đang làm cái gì không? Anh đã phạm phải tội chết, nếu người nhà họ Tô tôi mà biết anh đối xử với tôi như này, anh biết anh sẽ chịu hậu quả gì chứ? Đừng nói là anh, kể cả nhà họ Lịch anh, cũng sẽ. Năm ngón tay của Lịch Tuyết chợt siết chặt. Nửa câu sau của Tô Diên nghẹn trong cổ họng. Tô Diên, cô kiêu ngạo cái gì? Nhà họ Tô thì ghê gớm lắm sao? Chỗ này là hạ giới. Cô tưởng nhà họ Tô có thể theo dõi mọi chuyện ở đây từng giờ từng khắc sao? Chỉ cần tôi giết sạch tất cả các người, thì sẽ không còn ai biết ở đây đã xảy ra chuyện gì. Lịch Tuyết lắc đầu, khi về, tôi sẽ nói cho người nhà họ Tô biết. Cô thực lực kém, chết ở hang thần ma, nhà họ Tô làm gì được tôi? Tô Diên tái nhợt mặt. Cô ta cắn môi. Muốn giết thì giết đi. Giết ư? Lịch Tuyết cười sâu xa, bây giờ mà giết cô, chẳng phải quá đáng tiếc sao? Tôi đã theo đuổi cô lâu như vậy, nhưng cô cứ cao cao tại thượng, rốt cuộc cô giả bộ thanh thuần cái gì hả? Mọi người đều ở đây, chi bằng, để họ xem, tôi chơi cô thế nào. Nói xong, Lịch Tuyết vung tay lên, xoẹt một tiếng. Áo ngoài của Tô Diên lập tức bị xé tan, lộ ra áo trong. A, à, làn da trắng mịn ngọc ngà, bờ vai nõn nà cùng vòng eo thon gọn, chiếc bụng cũng lộ ra. Ực, ba thanh niên còn lại không hẹn mà cùng nuốt ngụm nước miếng. Tô Diên rất đẹp, người đẹp cực phẩm như này, bình thường họ nào có tư cách nhìn. Lịch Tuyết đỏ hồng mắt, các ngươi đừng vội. Đợi ta chơi xong, tự nhiên sẽ đến lượt các ngươi. Ba thanh niên sợ đến nỗi lùi về sau, lắc đầu lia lịa, Lịch công tử, chúng tôi không dám. Đúng đúng đúng, chúng tôi không có phúc hưởng, ngài hưởng một mình là được rồi. Lịch Tuyết cười sâu xa, các ngươi không chơi. Được thôi, vậy ta giết luôn các ngươi, cũng được. Cái gì? Mặt ba người biến sắc. Lịch Tuyết quay sang nhìn cô gái áo đỏ, với cả một cô gái nữa. Vung tay lên chém. Hia người bị cảnh tượng trước mặt dọa cho quay người bỏ chạy. Xoẹt, xoẹt. Vừa chạy được 10 mét, đã nổ tung ngay tại chỗ, thần hồn tan biến. Các ngươi không chơi, sao ông ta chắc chắn được là các ngươi sẽ không nói chuyện này cho nhà họ Tô? Lịch Tuyết cười ý vị, chỉ cần các ngươi chơi Tô Diên cùng ta, thì sẽ không dám nói chuyện này cho nhà họ Tô. Và còn có thể làm chứng giúp ta. Ba người đưa mắt nhìn nhau, không dám nói câu nào. Lịch Tuyết vươn tay ra, chộp yếm đào của Tô Diên. Đột nhiên, chết tiệt, khốn kiếp, đám chất nổ đấy chắc chắn do Diệp Bắc Minh làm. Hại chúng ta chết bao nhiêu người, chỉ cần tôi tìm được Diệp Bắc Minh, tôi nhất định khiến cậu ta chết không có chỗ chôn. Một giọng nói tức giận vang lên. Quay đầu lại nhìn, đám người của tộc Bất Hủ, Tuyết tộc, nhà họ Tiêu, Hỗn Nguyên tông, Hùng Hổ đi tới. Vừa khéo, trông thấy Lịch Tuyết đang chộp áo Tô Diên. Hiện trường im phăng phắc. Một giây, hai giây, ba giây. Vẫn còn có người à, tên nhóc này là ai? Này, nhóc con, các ngươi ở hang thần ma bao lâu rồi? Có gặp tên xúc sinh này không? Một lão giả quát, rồi lấy ra một bức vẽ hình Diệp Bắc Minh. Này, mau nhìn kìa, tên nhóc này đang cầm thanh kiếm của Diệp Bắc Minh đấy. Đúng vậy. Đúng là thanh kiếm đó. Ánh mắt đám người đó sáng lên, nhìn chằm chằm Lịch Tuyết. Lão giả đầu hói của huyết tộc trầm mặt, nhìn chằm chằm Lịch Tuyết, chàng trai trẻ, rốt cuộc có chuyện gì vậy? Sao kiếm của tên nhóc đó lại ở trong tay cậu? Nói, không thì chết. Lịch Tuyết tức quá bật cười, ha 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 ha, chết ư, ha 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 ha, một đám kiến hôi mà cũng đòi giết bản công tử. Các ngươi đi chết trước đi. Quay người, vung ra một kiếm. Lão giả đầu chọc của Tuyết tộc còn chẳng kịp phản ứng. Đã nổ tung, hóa thành một làn huyết vụ. Trong chỗ tối, Diệp Bắc Minh ngồi xếp bằng, khí hỗn độn bao phủ lấy toàn thân, trời ạ. Thế mà cũng đánh được hả? Có vẻ như lần này mình lời to rồi. Anh, Tuyết phù dung kinh hãi kêu lên. Anh trai ruột của bà ta là cảnh giới tế đạo cấp 9 đỉnh cao, lại bị người ta một kiếm chém chết. Người trẻ tuổi này rốt cục là cảnh giới gì? Những người từ các thế lực khác có mặt cũng cảm thấy có gì đó không đúng. Ngươi là ai? Bất Hủ Võ trợn tròn mắt. Ánh mắt Lịch Tuyết cực kỳ lạnh lùng, bổn công tử là ai, các người không cần phải biết. Chỉ là một đám kiến hạ giới lại phát hiện ra được sự tồn tại của bổn công tử, vậy thì chỉ có chết.
hạ giới, ngươi đến từ vị diện chi thượng. Khoảnh khắc Bất Hủ Võ còn chưa kịp phản ứng lại, đã hoàn toàn mất đi ý thức. Bởi vì giây tiếp theo, đầu ông ta bay lên giống như quả dưa hấu, đường đường là thực lực cảnh giới tế đạo cấp 9, đến tư cách phản ứng cũng không có. Khoảnh khắc Lịch Tuyết giơ tay lên, đầu Bất Hủ Võ lập tức bay ra ngoài. Nổ tung trên không trung. Thần hồn bị tiêu diệt. Lão tổ. Những thành viên khác của Bất Hủ tộc đều tái mặt vì sợ hãi. Chết tiệt. Những tu võ giả còn lại đều bị ngạt thở. Đi mau, thực lực của tên này ở tế đạo chi thượng. Tiêu Lục Quốc sợ đến mức điên cuồng quay người bỏ chạy thoát thân. Trong chớp mắt, tiền bối, tha mạng. Phía sau truyền đến rất nhiều tiếng la hét thảm thiết, quay đầu nhìn lại liền bị dọa đến tim gần như nổ tung. Khủng khiếp, mẹ kiếp thật quá khủng khiếp. Lịch Truyết cầm thanh càn khôn trấn ngục kiếm trong tay, đang giết chóc, vô số kiếm khí bùng phát, dưới lực tấn công khủng khiếp của Bất Hủ Đế Kim, không có bất kỳ ai có thể đỡ được kiếm của anh ta. Khi Tiêu Lục Quốc chạy trốn đến cuối tầm nhìn, hơn một nửa trong số hàng trăm người phía sau đều đã chết hoặc bị thương. Mẹ kiếp, người đến từ vị diện chi thượng, trong tay cầm kiếm của Diệp Bắc Minh. Tên xúc sinh đó nhất định đã chết trong tay hắn. Tiêu Lục Quốc sợ đến mức sắc mặt tái nhợt. Lúc này, trong đầu ông ta chỉ có một ý nghĩ, chạy trốn. Chỉ có chạy trốn. Kiếm tốt, kiếm tốt. Lịch Tuyết không khỏi khen ngợi. Chỉ trong vài chục giây ngắn ngủi, toàn bộ hang động chỉ còn lại những mảnh vỡ của các loại thi thể. Anh ta nheo mắt nhìn chằm chằm bóng người đang chạy trốn, ba người các ngươi trông chừng Tô Diên, ta sẽ lập tức quay lại. Nhớ kỹ, đừng có mạo hiểm, nếu ta trở về mà không thấy các ngươi, ta sẽ tự tay giết các ngươi. Lời nói vừa dứt, anh ta nhặt kiếm lên đuổi theo. Nhìn thấy Lịch Tuyết rời đi, Tô Diên lập tức lên tiếng, Dương Hạo. Hình Danh, Hàn Hưu, ba người các ngươi còn không thả ta ra. Thanh niên tên Hàn Hưu bước nhanh về phía trước. Muốn phá bỏ sự khống chế trên người Tô Diên. Đợi đã. Hình Danh ngăn cản anh ta. Hàn Hưu lo lắng, sao vậy? Lịch Tuyết không có ở đây, giờ là cơ hội tốt nhất để thả Tô cô nương. Lẽ nào các ngươi muốn đồng lõa với Lịch Tuyết sao? Đôi mắt của Hình Danh đỏ ngầu, nếu chúng ta thả cô ta, chúng ta sẽ là người chết đầu tiên khi Lịch Tuyết lại. Nếu không muốn chết thì không thể thả cô ta đi. Hàn Hưu giật mình, người có ý gì? Vẻ mặt của Hình Danh rất hung dữ, ngoan ngoã nghe lời Lịch Tuyết. Cơ thể Hàn Hưu cứng ngắc, Hình Danh, Lịch Tuyết chính là một kẻ điên. Nghe lời hắn, lẽ nào ngươi không sợ Lịch Tuyết giết người diệt khẩu sao? Hình Danh lắc đầu, không, Lịch Tuyết mặc dù điên cuồng, nhưng hắn không phải kẻ ngốc. Hắn đã giết nhiều người như vậy, nếu chỉ một mình hắn trở về, bên trên nhất định sẽ có người xuống điều tra. Dương Hạo gật đầu, đúng, Lịch Tuyết cần chúng ta còn sống để làm nhân chứng cho hắn, cho nên. Hắn nhất định sẽ không giết chúng ta. Ngược lại, nếu thả Tô Diên ra, chúng ta mới thật sự gặp nguy hiểm. Nghe vậy, Hàn Hưu có chút do dự. Tô Diên mắng, Dương Hạo, Hình Danh, Lịch Tuyết điên rồi, các ngươi cũng điên rồi à? Các ngươi có biết nếu nhà họ Tô biết được chuyện này, các ngươi sẽ có kết cục như thế nào không? Nghe thấy mấy tiếng nhà họ Tô, Hình Danh nheo mắt lại. Ngay lập tức, sắc mặt anh ta tối sầm, cô yên tâm, khi Lịch công tử quay lại, sau khi mọi người lần lượt chơi cô. Nhà họ Tô sẽ không bao giờ biết chuyện này. Tô Diên biến sắc, nhìn Hàn Hưu, Hàn Hưu, ngươi mau thả ta ra, ta bảo đảm chuyện này sẽ không liên quan tới ngươi. Ta, Hàn Hưu do dự một lát. Vừa định mở miệng nói. Phụt. Một thanh trường kiếm đâm thẳng vào đan điền của anh ta kinh hãi quay đầu lại, vừa hay đối mặt với khuôn mặt lạnh lùng của Hình Danh, đừng trách ta. Nếu trách thì hãy tự trách mình đã do dự, chúng ta không muốn chết, cũng không muốn bị rơi xuống vị diện thấp kém này. Cho nên, ngươi nhất định phải chết. Cùng lúc đó, Dương Hạo giơ tay lên. Đốt một ngọn lửa. Hàn Hưu giãy giụa mấy lần, hoàn toàn biến thành tro bụi. Ở một nơi tối tăm. Diệp Bắc Minh thờ ơ nhìn tất cả những điều này, thật tàn nhẫn. Giết người của mình mà dứt khoát như vậy. Tháp Càn Khôn Trấn Ngục đáp lời, giới võ đạo từ xưa đến nay là như vậy. Không có bạn bè vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn. Sau khi người thanh niên tên Hàn Hưu chết, ánh mắt Dương Hạo đảo qua, rơi vào người Tô Diên. Lúc này, chiếc váy dài của Tô Diên đã bị Lịch Tuyết xé rách tan nát, chỉ còn lại một bộ đồ lót. Thân hình duyên dáng. Những đường cong bốc lửa cùng những đường gợn sóng kiêu hãnh, vùng bí ẩn khiến anh ta thở gấp. He he. Dương Hạo lộ ra nụ cười tà ác, Hình Danh, xem ra tên đó chạy rất nhanh đấy. Lịch Tuyết sẽ không quay lại ngay được đâu.
một đại mỹ nữ như Tô Diên đang ở trước mắt chúng ta, có phải chúng ta nên làm gì đó không? Hình Danh cau mày, Lịch Truyết thích Tô Diên. Nếu chúng ta chiếm cô ta trước, Lịch Truyết tức giận thì làm thế nào? Dương Hạo lắc đầu, không, 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 chỉ là một người phụ nữ thôi mà, Lịch Truyết sẽ không tức giận đâu. Hoặc chúng ta có thể nói với Lịch Truyết là Tô Diên phản kháng. Đã giết Hàn Hưu, chúng ta bất đắc dĩ mới giết Tô Diên. Lịch Truyết cũng sẽ không biết phải không? Hình Danh giật mình. Ngay lập tức, anh ta nở một nụ cười dâm đãng, nói cũng đúng. Mẹ nó, Lịch Truyết dựa vào nhà họ Lịch, vẫn luôn đè đầu cưới cổ chúng ta. Đợi lát nữa hắn chơi xong Tô Diên rồi, chúng ta còn phải ăn đồ thừa của hắn. Hôm nay hai anh em chúng ta sẽ chơi trò mới. Hai người vừa nói vừa đi về phía Tô Diên. Cút, cút đi, đừng đến đây. Gương mặt xinh đẹp của Tô Diên trở nên tái nhợt, nhưng đáng tiếc cơ thể cô đã bị Lịch Truyết khống chế, thần lực trong cơ thể cô đã bị phong ấn, căn bản không thể cử động được. Cơ thể cô run rẩy vì lo lắng, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Tô Diên càng cư xử như vậy, hai người càng hưng phấn. Ở nơi tối tăm, Diệp Bắc Minh nhìn tất cả những chuyện này bằng một đôi ánh mắt lạnh lùng, không chút biểu cảm, Tô Diên không có bất cứ quan hệ gì với hắn, hắn cũng không muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân. Nhưng một người phụ nữ yếu đuối lại bị ức hiếp như vậy, hắn cảm thấy có chút kỳ quái. Một tia năng lượng hỗn độn bao trùm một cây kim bạc. Vụt, trực tiếp bay ra ngoài, chìm vào trong cơ thể Tô Diên. Đây là, Tô Diên vui mừng khôn xiết vì thần lực của cô đã được phục hồi. Có người đang giúp mình. Không kịp nghĩ nhiều, Dương Hạo và Hình Danh đã cởi quần, lộ ra thứ gì đó khó tả. Các ngươi thật không biết xấu hổ. Tô Diên nhắm mắt lại, trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm, không hề khách khí chém ra một kiếm. A hát hát hát. Hai người phát ra một tiếng hét chói tai, mệnh căn của ta. Chết tiệt. Diệp Bắc Minh cảm thấy ớn lạnh ở đâu đó. Con khốn, mẹ kiếp, con khốn nhà ngươi. Hai người giống như dã thú phát điên, hoàn toàn cuồng nộ. Chịu đựng nỗi đau đớn cùng cực. Mỗi người đều rút vũ khí ra và lao về phía Tô Diên, một làn sóng không khí mạnh mẽ giáng xuống. Đều là tế đạo chi thượng cấp 1, Tô Diên căn bản không phải là đối thủ của hai người đó, sau hơn chục hiệp, bay về phía sau và đập xuống đất, phun ra một ngụm máu tươi. Chém ra một đạo kiếm khí, đẩy lùi hai người đang xông tới. Thân ảnh lóe lên, bay về phía sâu trong hang thần ma. Còn đứng ngây ra đó làm gì? Đuổi theo. Dương Hạo tức giận. Mệnh căn của ta. Hình Danh vội vàng nhặt một vật gì đó trên mặt đất đặt lên vết thương, nối liền máu thịt. Dù đã bình phục như trước nhưng cơn đau dữ dội vừa rồi vẫn để lại trong anh ta một bóng đen tâm lý, con khốn đáng chết. Mẹ kiếp! Đuổi theo nó, ta phải bắt cô ta hối hận về tất cả những gì đã làm với ta. Hai người nhanh chóng đuổi theo. Tô Diên bị thương, tốc độ không nhanh lắm. Nhìn thấy bọn chúng càng ngày càng gần, Tô Diên hoảng sợ lao vào một ngõ cụt. Vừa muốn quay lại, giọng nói của Dương Hạo và Hình Danh liền vang lên ở góc đường, đuổi theo. Theo con đường trên bản đồ, phía trước là một ngõ cụt. Con khốn này không thể chạy thoát được. Hết rồi. Tô Diên cười khổ. Nếu bị hai người này bắt được, không những sẽ chết thảm mà còn mất đi sự trong sạch. Cô nắm chặt thanh trường kiếm, nhìn chằm chằm vào cuối con đường. Cô giơ tay lên, trong lòng bàn tay xuất hiện một ngọn lửa. Cô thà tự thiêu, hủy hoại cơ thể cũng phải giữ được sự trong sạch. Đột nhiên, một đôi tay to lớn xuất hiện phía sau cô, ôm lấy eo Tô Diên, kéo cô vào trong lòng. Tô Diên kinh ngạc, ai đấy? Nếu không muốn chết thì im lặng. Giọng nói phía sau có chút thở ơ, còn có chút chất vấn không giấu được. Tô Diên theo bản năng im lặng, để người đàn ông ôm lấy mình, xung quanh cô hiện lên một màn sương mù màu xám đen. Bao trùm lấy hai người họ. Năng lượng hỗn độn. Tô Diên sửng sốt, ngươi là người đó sao? Ngươi còn chưa chết, làm sao có thể? Im miệng. Giọng nói có chút thiếu kiên nhẫn, dường như hối hận vì đã ra tay cứu người, một tay còn không khách khí đưa ra. Bịt chặt miệng Tô Diên từ phía sau, ngăn cô lại nói nhảm nữa. Tô Diên cũng hoàn toàn rơi vào trong lòng của người đó, bởi vì váy của cô đã bị xé toạc một cách thô bạo, chỉ còn lại một bộ quần áo bó sát. Dính chặt trong lòng người đó. Giây tiếp theo. Khuôn mặt xinh đẹp của Tô Diên đỏ bừng, cô cảm giác được có vật gì đó lạ đang áp vào lưng mình. Chính là thứ đã bị cô chém vừa rồi. Tô Diên muốn giãy giụa, lại phát hiện Dương Hạo và Hành Danh đã đuổi kịp, cô chỉ có thể từ bỏ, mặc kệ sự tồn tại nóng bỏng đó. Người đâu rồi? Chết tiệt, con khốn đó đâu rồi? Biến mất rồi,
làm sao có thể, ta rõ ràng nhìn thấy cô ta chạy đến đây, làm sao có thể biến mất được. Hai người họ không tin. Lùng sục trong ngõ cụt một lúc. Dưới sự bao trùm của năng lượng hỗn độn, hai người đó căn bản không thể phát hiện ra hai người họ. Sau khi tìm quanh hai lần, liền tức giận chửi rủa, mẹ kiếp. Bị lừa rồi, chắc chắn là thuật che mắt của con khốn đó, nó chạy hướng khác rồi. Còn đứng ngây ra đấy làm gì, đuổi theo đi. Nếu cô ta chạy được, nhà họ Tô biết được chuyện này, đừng nói là chúng ta. Cả tộc của chúng ta cũng sẽ tiêu đời. Giọng nói của Dương Hạo đứt quãng. Anh ta đã phá vỡ một số phòng thủ. Hai người không dám ở lại, vội vàng lao ra ngoài. Nếu ngươi không thả ta ra, ta đảm bảo cũng sẽ chém đứt thứ đó của ngươi. Hai người vừa bước đi, giọng nói lạnh lùng của Tô Diên liền vang lên. Diệp Bắc Minh buông tay ra, Tô Diên vội vàng rời khỏi lòng hắn, xoay người kề kiếm vào cổ Diệp Bắc Minh, ai cho phép ngươi làm như vậy với ta? Ngươi có biết mình đang làm gì không? Lưỡi kiếm cách cổ họng của Diệp Bắc Minh. Chỉ khoảng nửa centimet. Diệp Bắc Minh liếc nhìn cô, thu kiếm của cô lại, nếu không cô sẽ chết trong vòng ba hơi thở. Giọng nói bình thản, nhưng vô cùng tự tin. Tô Diên kinh ngạc. Điều gì khiến người trước mặt tự tin đến vậy? Một hơi thở. Hai hơi thở. Khoảnh khắc gần đến ba hơi thở, Tô Diên cảm thấy một cảm giác nguy hiểm chưa từng có, lập tức thu kiếm lại. Cảm giác nguy hiểm đó biến mất ngay lập tức. Lẽ nào hắn thật sự có thể giết mình? Trong lúc Tô Diên vẫn đang kinh ngạc trong lòng, cô nhìn Diệp Bắc Minh thật sâu, cảm ơn. Chuyện vừa rồi không được nói cho ai biết. Diệp Bắc Minh lắc đầu, cô đối xử với người có ơn cứu mạng mình như vậy sao? Còn về việc vừa rồi, có nói ra ngoài hay không, là tự do của tôi chứ nhỉ? Tôi làm việc như thế nào, cần cô phải dạy sao? Tô Diên sửng sốt, xin lỗi, là ta quá nóng lòng. Chuyện vừa rồi, xin ngươi hãy giúp ta giữ bí mật. Diệp Bắc Minh lắc đầu, tôi không có hứng thú, lúc cứu cô, ta chỉ muốn hỏi cô một vài câu hỏi. Tô Diên gật đầu, ngươi hỏi đi, chỉ cần ta biết, và không phải là bí mật của nhà họ Tô, ta nhất định sẽ nói thật cho ngươi biết. Diệp Bắc Minh nói thẳng, nghe các ngươi nói chuyện, các ngươi nói là đến từ thượng giới. Đó là nơi nào? Tô Diên dường như đã sớm biết Diệp Bắc Minh muốn hỏi chuyện này. Dù sao, đối với những người bản địa của hạ giới, tin tức từ thượng giới vẫn luôn hấp dẫn. Đó là nơi mà pháp tắc gần như hoàn thiện. Võ đạo đã phát triển đến cực hạn, nguyên thủy chân giới của ngươi rất bao la, vô cùng rộng lớn, nhưng vẫn thuộc về vị diện thế giới của bọn ta là vị diện chi thượng thực sự, thoát khỏi sự ràng buộc của vị diện. Tô Diên nói, vị diện chi thượng. Diệp Bắc Minh nheo mắt lại. Đúng vậy. Tô Diên gật đầu, có thể ngươi rất khó hiểu, nói như này đi. Vị diện thấp nhất chỉ là một ngôi sao, tuổi thọ người bình thường trên đó không quá 100 tuổi. Loại thế giới này coi như là vị diện cấp 1. Cao hơn vị diện cấp 1 một chút, võ đạo đã bắt đầu thịnh hành, lấy võ đạo làm tôn kính. Sau khi người bình thường tu luyện võ đạo, tuổi thọ có thể đạt đến mấy trăm năm, thậm chí mấy ngàn năm. Nghe thấy điều này. Ánh mắt Diệp Bắc Minh khẽ động, vị diện cấp 1, đó không phải là trái đất sao? Tu luyện võ đạo bên trên, Côn Luân Hư, các loại thế giới võ đạo, giọng nói của Tô Diên tiếp tục vang lên, thế giới tu luyện võ đạo có thể nói là vị diện cấp 2. Đại khái đến khoảng vị diện cấp 5 thì bắt đầu có liên quan đến pháp tắc. Tiến lên cao hơn, vị diện cấp 6 phá vỡ hư không? Vị diện cấp 7, mọi người bắt đầu tu luyện thần hồn. Vị diện cấp 8, có hiểu biết nhất định về thần hồn. Luân hồi, chuyển thế, tu võ giả đến được vị diện này dường như đã bất tử bất diệt rồi. Nói đến đây, Tô Diên dừng lại một chút, mỉm cười với Diệp Bắc Minh, nguyên thủy chân giới mà ngươi đang ở chính là vị diện cấp 8. Trên vị diện cấp 8, chính là vị diện cấp 9, cũng coi như là vị diện cuối cùng. Bởi vì đến ta cũng chưa từng nghe nói trên vị diện cấp 9 còn có thế giới khác. Diệp Bắc Minh trầm ngâm gật đầu. Vừa định tiếp tục hỏi. Đột nhiên. Từ xa truyền đến một giọng nói phẫn nộ, hai kẻ vô dụng, đến một người phụ nữ cũng không trông coi cẩn thận được. Dương Hạo quỳ rạp xuống đất, Lịch công tử, xin lỗi, chúng tôi sai rồi. Vô dụng, một tiếng hét thảm thiết vang lên. Dương Hạo bay ra ngoài như một con chó chết và rơi về phía lối đi. Tiếp đó, một giọng nói lạnh lùng vang lên, các ngươi còn nói con khốn đó chạy đến đây thì biến mất. Vừa dứt lời, Lịch Chuyết bước tới tóm lấy cổ Dương Hạo. Ném anh ta xuống đất như rác rưởi, hình danh như một con chó chết, quỳ dạp trên mặt đất, bỏ vào, Lịch công tử, chính ở chỗ này. Lịch Chuyết đến rồi, mau trốn đi,
Tô Diên như phản xạ có điều kiện, nhào vào trong ngực Diệp Bắc Minh, ôm chặt lấy hắn, mau lên. Ngươi còn ngây ra đó làm gì? Chúng ta sẽ chết đấy. Ồ, Diệp Bắc Minh thở ơ. Không hề sử dụng năng lượng hỗn độn. Giây tiếp theo, Lịch Triết bước vào, nhìn thấy hai người, ánh mắt sầm xuống, không phải các ngươi nói ở đây không có người sao? Đợi đã, tiểu tử, ngươi vẫn chưa chết à? Trên mặt Lịch Triết hiện lên vẻ kinh ngạc. Người bản địa bị anh ta tát chết biến thành xương máu đó lại xuất hiện trước mặt anh ta. Diệp Bắc Minh cười lắc đầu, không, bây giờ là ngươi phải chết rồi. Lời này vừa nói ra, không chỉ Lịch Triết sửng sốt, ngay cả Dương Hạo và Hình Danh đều kinh ngạc ngẩng đầu lên. Nhìn Diệp Bắc Minh bằng ánh mắt không thể tin nổi. Tên nhóc này bị dọa cho phát ngốc rồi à? Anh nói gì cơ? Tô Diên khẽ hé môi. Ha 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 ha. Lịch Triết cười sặc sụa, suýt thì cười chảy cả nước mắt, ta sắp chết ư. Ta không nghe nhầm chứ? Ha 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 ha. Một tên thổ dân. CMN một tên thổ dân thôi, mà dám bảo bản công tử sắp chết. Ha 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 ha. Cơn cười kéo dài suốt 3 phút, Lịch Triết mới dừng lại, nào, tên thổ dân nhỏ bé như con kiến hôi kia, người nói cho bản công tử nghe. Người định giết bản công tử kiểu gì? Hửm, dựa vào thực lực cảnh giới đại đạo tầng 1 này của ngươi à? Diệp Bắc Minh vỗ tay một cái, nổ. Cái gì? Mặt Lịch Triết biến sắc, vội vàng lùi về sau. Anh ta đã từng chứng kiến uy lực của hỗn ma sát, nên vội vàng lùi lại 100 mét, rồi vừa khéo đứng ngay ở chỗ ngoặt của thông đạo. Dương Hạo và Hình Dương cũng hoảng sợ vội vàng lùi về sau. 1 giây, 2 giây, 3 giây, trôi qua, không có bất cứ tiếng nổ nào vang lên. Con kiến hôi, ngươi dám lừa ta. Mặt Lịch Triết vặn vẹo, anh ta cuồng nộ bước ra một bước, lao thẳng về phía Diệp Bắc Minh. Vào khoảnh khắc anh ta bước ra một bước. Bùm, một tiếng nổ long trời lở đất vang lên, một cỗ năng lượng cực kỳ khủng bố nổ tung dưới chân, dù Lịch Triết có phản ứng nhanh đi chăng nữa, thì cũng nổ mất một cái chân. Khốn kiếp, con kiến hôi này, ngươi dám. Anh ta nhảy lò cò lùi về sau 10 mấy bước. Còn chưa nói hết câu, dưới chân lại vang lên một loạt tiếng nổ kịch liệt. Cái chân còn lại của Lịch Triết cũng nổ thành huyết vụ. Hiện giờ, 2 chân, từ đầu gối trở xuống đã bị nổ tan tành, cả người lùn tịt, đứng đó rồi giận dữ gào lên nói Diệp Bắc Minh, đồ kiến hôi, ngươi dám độc ác với ta như thế hả? Được, rất tốt, rất tốt. Hôm nay ông đây y phải lấy xác ngươi cho chó ăn. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Anh ta dậm mạnh 2 chân xuống đất, đang định lao tới. Diệp Bắc Minh cười nhạt, ta đã chôn hơn 100 viên hỗn ma sát trong thông đạo này, nếu ngươi không sợ thì cứ tới. Lịch Triết dừng bước, nét mặt thoáng qua một tia e dè. Hỗn ma sát mà dùng thần niệm tìm thì căn bản không tìm được. Hơn nữa, vừa dẫm vào một cái là nổ ngay. Kiến hôi, bản công tử đâu cần đi sang đâu. Ta bay qua không được à? Lịch Triết nhếch môi cười. 2 chân rời khỏi mặt đất, đứng trên hư không. Diệp Bắc Minh gật đầu, cũng phải, quả nhiên là ngươi sợ rồi. Lịch Triết tức lắm rồi, khốn kiếp, ai bảo ông đây sợ hả? Ông đây có tu vi đại đạo chi thượng tầng 2, hơn ngươi mấy cảnh giới lớn, ta lại sợ một con kiến hôi như ngươi chắc. Diệp Bắc Minh thở dài, ngươi không sợ thì đi sang đây đi. Hơn 100 viên hỗn ma sát đang đợi ngươi đấy, cứ bước thêm một bước sẽ, bùm, nổ tung. Lịch Triết nheo mắt. Giây tiếp theo. Ha ha ha, đồ kiến hôi, nét mặt ngươi đã bán đứng ngươi. Loại vật nổ mà có thể gây thương tích cho cả đại đạo chi thượng, một tên mới ở cảnh giới đại năng như ngươi mà có tận hơn 100 viên ư. Ngươi đang nằm mơ đấy à? Muốn lừa ông đây á, mơ đi. Lịch Triết cực kỳ tự tin. Cái chân bị đứt bước ra, lăng không mà đi. Dẫm lên một chỗ trên mặt đất. Đứng vững. Bước đi 1 bước. 2 bước. 3 bước. 4 bước. Đã đi 4 bước rồi mà vẫn chưa phát hiện vật nổ. Lịch Triết đùa cợt, hơn 100 quả nổ. Hửm. Ở đâu vậy? Thấy Lịch Triết càng ngày càng gần, Tô Diên vô cùng căng thẳng. 10 ngón tay nắm chặt. Nói đi, chất nổ đâu? Lịch Triết lại bước thêm bước nữa. Bùm. Một tiếng nổ kinh thiên động địa, như sấm sét giữa trời quang vang lên, nổ tung. A, Lịch Triết thảm cực, bị nổ bay ra ngoài. Vào khoảnh khắc rơi xuống đất. Bùm! Lại một trận nổ nữa vang lên, anh ta lại bị nổ bay lên. Tiếp đất. Bùm! Lại bị nổ bay, rồi lại bị rơi xuống đất. Bùm! Sau hàng chục lần như vậy, Lịch Triết ngã xuống đất, toàn thân nát bươm, không còn chỗ nào ra thịt lành lặn. Lịch công tử!
Dương Hạo và Hình Danh sợ ngây người. Đồ kiến hôi, phụt, ngươi dám đối xử với ta như thế ư, ngươi sẽ chết rất thảm. Lịch Chuyết ta thề, sẽ khiến ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Dù đã bị thương nặng, Lịch Chuyết vẫn gào mồm uy hiếp. Một giây sau, Lịch Chuyết móc ra một viên đan dược màu đỏ, rồi nuốt xuống. Oanh! Xung quanh cơ thể ngưng tụ một trận huyết vụ. Trong chớp mắt, Lịch Chuyết vốn đang thoi thóp vì bị nổ, thì chợt tất cả vết thương trên người đã lành lại trong nháy mắt, đôi mắt anh ta đỏ ngầu, trông như muốn ăn tươi nuốt sống người ta vậy. Cửu Diệu Bất Tử Đan. Mặt Tô Diên trắng bệch, Lịch Chuyết, không ngờ anh lại mang theo một viên đan dược như thế. Diệp Bắc Minh thầm suy nghĩ. Anh lấy được ba viên Tam Diệu Bất Tử Đan từ tay thần nữ Hỗn Nguyên Tông là Triệu Thanh Tuyệt. Ăn một viên, có thể chữa lành mọi vết thương cùng thần lực. Triệu Thanh Tuyệt từng nói, Tam Diệu Bất Tử Đan chính là bản thiếu của Cửu Diệu Bất Tử Đan. Vật này, lẽ nào là đồ từ vị diện bên trên truyền xuống? Thấy Diệp Bắc Minh sửng sốt, Lịch Chuyết dữ tợn nói, đồ kiến hôi. Ngươi tuyệt vọng rồi chứ, bản lĩnh của ông đây là thứ mà cả đời này ngươi cũng không nghĩ ra được. Yên tâm, ta sẽ không mắc lừa nữa đâu, bảo ta đi qua ư, ngươi mơ đi. Ta tức giận với một tên kiến hôi như ngươi làm gì. Ta chỉ cần một kiếm, ngươi còn có thể sống chắc. Nói xong, Lịch Chuyết nắm chặt năm ngón tay. Kiếm Càn Khôn Chấn Ngục bay ra khỏi nhẫn chữ vật của anh ta cầm chắc, ngưng kết ra một cỗ sát khí khủng khiếp. Thanh kiếm này, từng là của ngươi nhỉ? Lịch Chuyết nhìn Diệp Bắc Minh chằm chằm, dùng kiếm của ngươi, giết ngươi, ngươi thấy sao? Diệp Bắc Minh lắc đầu, khuyên ngươi một câu, tốt nhất là ngươi đừng dùng thanh kiếm này. Ồ, vậy sao? Lịch Chuyết cười rất là trêu tức, tuyệt vọng rồi à? Biết mình không đỡ được uy lực của nhát kiếm này chứ gì? Ta sợ ngươi không đỡ được ý. Diệp Bắc Minh lắc đầu. Ha 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 ha. Lịch Chuyết cười run cả vai, như thể vừa nghe được câu chuyện mắc cười nhất trên đời vậy, ta không đỡ được. Ha 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 ha, thanh kiếm này ở trong tay ông đây có gì mà không đỡ được. Chắc không phải ngươi nghĩ, ngươi còn có thể cướp lại thanh kiếm này đấy chứ. Nói xong, bất thình lình, Lịch Chuyết không muốn cho Diệp Bắc Minh bất kỳ cơ hội nào nữa. Anh ta vung tay lên, rót thần lực vào kiếm Càn Khôn Chấn Ngục, sau đó chém ra một kiếm. Gào! Trong phút chốc, bên trong kiếm Càn Khôn Chấn Ngục lại phát ra một tiếng rồng ngâm, một con huyết long bay ra từ trong kiếm Càn Khôn Chấn Ngục. Một con huyết long hoàn chỉnh được ngưng tụ từ kiếm khí. Trời ơi, thanh kiếm này, bảo bối a, Lịch Chuyết kích động đến nỗi run cả người. Sau khi huyết long xông ra, nó bay về phía Diệp Bắc Minh. Đột nhiên, huyết long lượn một vòng trên không trung, còn là rẽ một phát 180 độ, quay đầu, điên cuồng lao về phía Lịch Chuyết. Cái gì, đừng! Lịch Chuyết sợ mất mật, chuyện gì thế này? Anh ta giơ kiếm Càn Khôn Chấn Ngục lên, hòng chém ra thêm nhát nữa, để ngăn con huyết long đang lao đến. Tiếc là, một kiếm chém ra, chẳng có hiệu quả gì. Thần lực rót vào kiếm Càn Khôn Chấn Ngục tựa như một đi không trở lại, mất sạch. Oanh! Huyết long nện lên người Lịch Chuyết, ngay lập tức, Lịch Chuyết cảm thấy cơ thể mình như bị người ta xé rách vậy. Anh ta bay ra ngoài như chó chết rồi rơi mạnh xuống đất, kiếm Càn Khôn Chấn Ngục trong tay cũng tuột tay bay ra, vậy mà nó còn bay về tay Diệp Bắc Minh. Chủ nhân, tên này thật đáng ghét. Nếu không phải vì kế hoạch của chủ nhân, còn lâu ta mới bị hắn sờ. Bên trong kiếm Càn Khôn Chấn Ngục vang lên giọng nói của một cô gái. Tô Diên ngây người. Kiếm hồn ở trong binh khí đại đế. Trời ơi! Vất vả rồi. Diệp Bắc Minh cười nhẹ nhìn sang Lịch Chuyết. Ngươi xem, ta đã nhắc nhở ngươi rồi mà. Ngươi không đỡ được nhát kiếm này đâu. Ngươi, phụt! Lịch Chuyết vừa mới mở miệng. Liền hộc ra một ngụm máu tươi. Anh ta tức nổ phổi. Anh ta dùng lực lượng của đại đạo chi thượng tầng 2, chém ra một kiếm mạnh nhất, nhưng CMN ai ngờ con huyết long đó lại lao về phía mình chứ. Ngươi, đồ kiến hôi, ta mắc bẫy rồi, Dương Hạo, Hình Danh, các ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì? Ra tay đi, ông đây muốn thằng nhãi này chết. Đối diện với tiếng hét của Lịch Chuyết, Dương Hạo và Hình Danh sợ run lẩy bẩy. Vừa mới ngẩng mặt lên nhìn Diệp Bắc Minh một cái. Cả hai giật mình thành thốt. Nào dám ra tay chứ? Tên thổ dân này quá khủng bố. Muốn ra tay à, ta tiễn các ngươi lên đường trước nhá. Diệp Bắc Minh lạnh nhạt nói, rồi nhấc tay vung một kiếm. Gào. Một con huyết long ngưng tụ thành hình. Giây tiếp theo. Chạy mau. Dương Hạo hét lên, sau đó quay người lao ra ngoài với tốc độ nhanh nhất đời mình. Hình Danh ở bên cạnh còn không tiếc đốt máu tinh trong tim,
hóa thành một tia máu lao ra ngoài, nhoằng cái đã mất tăm mất tích. Huyết long tan biến. Mặt Diệp Bắc Minh tái nhợt. Không đúng, người đang bị thương. Người hoàn toàn không thể giết được Dương Hạo và Hình Dương. Quay lại, các người mau quay lại đây. Đệt, tên nhóc này bị thương nặng rồi. Dù Lịch Chuyết có hò cỡ nào, cũng không nhận được hồi đáp. Lịch Chuyết tuyệt vọng hoàn toàn. Diệp Bắc Minh bước tới trước mặt Lịch Chuyết, một câu hỏi, Cửu Diệu Bất Tử Đan, người lấy ở đâu, người có biết đan phương không? Người có thể từ chối trả lời, hoặc chết. Lịch Chuyết không kìm được run rẩy. Mồ hôi lạnh lẫn với máu trào ra từ miệng vết thương. Trong lòng cảm thấy khuất nhục. Không ngờ anh ta lại cảm thấy hoảng sợ trước một thổ dân ở hạ giới. Nhưng cố hàn ý chết chóc đó là thật, rõ rành rành luôn. Không trả lời câu hỏi này, anh ta sẽ chết thật. Đồ kiến, à không, vị công tử này. Cửu Diệu Bất Tử Đan là vật độc quyền của nhà họ Lịch tôi, toàn bộ vị diện phía trên cũng chỉ mỗi nhà họ Lịch tôi có. Viên đan dược này, là gia tộc nể mặt chị của tôi nên mới tặng cho tôi. Giọng Lịch Chuyết run run không kìm được. Diệp Bắc Minh nhíu mày, vậy ngươi có đan phương không? Không. Lịch Chuyết lắc đầu. Ngươi có thể lên đường được rồi. Diệp Bắc Minh lắc đầu thất vọng. Lịch Chuyết điên cuồng hét lên, ta đã trả lời câu hỏi rồi, tại sao ngươi còn muốn giết ta? Đừng giết ta, cầu xin ngươi. Một kiếm hạ xuống. Lịch Chuyết hóa thành một làn huyết vụ ngay tại chỗ, thần hồn cũng tan biến theo. Cực kỳ gọn gàng dứt khoát. Nhanh đến mức Tô Diên còn chưa kịp phản ứng, Lịch Chuyết chết rồi hả? Bị một thổ dân mà anh ta kinh thường chém chết, một thổ dân cảnh giới đại năng tầng 1, đã giết chết Lịch Chuyết, một người có tu vi ở tế đạo chi thượng tầng 2. Sao có thể chứ, nếu chuyện này mà truyền về nhà, căn bản sẽ không ai tin đâu. Cảnh giới đại năng tầng 1, chém chết tế đạo chi thượng tầng 2. Khái niệm gì đây? Nó ngang với việc một con kiến trong bụi hoa dưới nhà bạn, lại giết được một con voi ma mút thời tiền sử. Quả thực là nói chuyện viển vông. Tô Diên giơ tay lên. Nhéo mạnh vào tay mình. Đau. Đây không phải mơ. SSS. Tô Diên hít một ngụm khí lạnh, cảm giác có một ánh mắt lạnh băng nhìn sang. Vị công tử này, tôi tên là Tô Diên. Đến từ nhà họ Tô ở vị diện phía trên, tôi tuyệt đối không có ác ý với công tử. Hơn nữa công tử còn là ân nhân cứu mạng của Tô Diên tôi nữa. Diên Nhi thề nhất định sẽ khắc ghi ơn cứu mạng này, và đền đáp xứng đáng cho công tử. Nói liền một mạch. Sát ý trên người Diệp Bắc Minh dần tiêu tan. Tô Diên thầm thở phào nhẹ nhõm, công tử, xin hỏi tôn tính đại danh của công tử là? Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh, được, Diệp công tử. Tô Diên gật đầu. Ngay sau đó, Tô Diên lại nghi hoặc, Diệp công tử, thực lực của ngài khủng bố như vậy, chắc không chỉ ở cảnh giới đại năng tầng 1 chứ? Chắc là ngài đã ẩn giấu thực lực thật, hay là ngài cũng từ vị diện phía trên tới đây lịch luyện à? Diệp Bắc Minh lắc đầu, cô nhầm rồi, tôi chính là người bản địa mà các cô nói. Có khi còn không được tính là người bản địa. Tô Diên đầy nghi hoặc, nhưng không dám hỏi nhiều. Người này, thực lực quá đáng sợ. Phải rồi, Diệp công tử, thực lực của ngài mạnh thế, tại sao còn phải làm một phân thân giả cho Lịch Chuyết giết? Tô Diên nhìn Diệp Bắc Minh chăm chú, ra tay luôn, là xong mà. Diệp Bắc Minh cười sâu xa, cô nói xem. Tô Diên nhíu mày. Cô ta quan sát Diệp Bắc Minh kỹ hơn. Anh bị thương thật, hơn nữa còn là vết thương của Đại Đế Đạo. Tuy tôi không biết, sao anh lại bị thương như vậy. Nhưng chắc chắn tôi không nhìn nhầm, nếu không phải Lịch Chuyết bất cẩn, thì anh sẽ chết trong tay anh ta thật. Tô Diên nói. Cô ta nhìn Diệp Bắc Minh một cái thật sâu, nhưng tại sao anh phải để lại thế thân giả, hơn nữa thế thân giả còn cầm cả thanh đế kiếm kia nữa. Chẳng lẽ anh đã phát hiện ra chúng ta từ sớm, định từ bỏ đế kiếm giả chết, để tìm một con đường sống? Tô Diên nhìn Diệp Bắc Minh chằm chằm. Đoán tiếp đi. Diệp Bắc Minh lắc đầu. Tô Diên nhíu mày, tôi đoán sai rồi à? Thế thì tại sao? Không đúng, ngay từ đầu chắc là anh chưa phát hiện ra bọn tôi. Đợi đã, trừ chúng tôi ra, nhóm người bản địa kia cũng đi vào hang thần ma, trong tay họ có hình của anh. Tất cả bọn họ đều tới tìm anh. Cái phân thân kia của anh, nếu không phải Lịch Chuyết ra tay, thì chắc chắn sẽ chết trong tay họ. Tô Diên choàng hiểu, thực ra phân thân đó là làm để cho những người bản địa đó giết. Đến lúc đó, thanh đế kiếm kia sẽ rơi vào tay nhóm người bản địa đó, một kiện binh khí đại đế. Nói tới đây, Tô Diên chợt ngẩng đầu lên. Kinh ngạc nhìn Diệp Bắc Minh. Vừa khéo thấy luôn vẻ mặt tựa tiếu phi tiếu của anh. Sau khi đám người đó lấy được binh khí đại đế, chắc chắn sẽ liều mạng tranh giành. Vì vậy,
chắc chắn sẽ xảy ra một trận giết chóc điên cuồng. Cuối cùng chắc chắn sẽ lưỡng bại câu thương. Càng nghĩ, Tô Diên càng thấy sợ, đợi mấy người đó chém giết nhau hòng hòng rồi, anh sẽ ra tay làm ngư ông đắc lợi. Chuyện này chỉ có một biến cố duy nhất, đó là Lịch Chuyết ra tay. Diệp Bắc Minh cười, cô là một nữ nhân thông minh. Đúng vậy, cô đoán đúng rồi, tôi sẽ đỡ tốn công hơn. Thấy Diệp Bắc Minh thừa nhận, Tô Diên hít một ngụm khí lạnh, trong lòng vô cùng chấn động, rốt cuộc đây là một người đàn ông như thế nào vậy? Anh ta chỉ là một người bản địa ở hạ giới thật sao? Trí thông minh yêu nghiệt thế, đây là đánh giá của Tô Diên dành cho Diệp Bắc Minh. Cái thực lực, tâm tính, thủ đoạn, sự khôn ngoan này, dù là ở vị diện phía trên cũng chẳng có mấy ai được như này nhỉ. Chí ít, Tô Diên tự thẹn không bằng. Bây giờ cô đã biết, tôi bị thương. Diệp Bắc Minh cười ý vị, chỉ bằng bây giờ ra tay, giết tôi luôn. Thanh kiếm này sẽ thành của cô. Ực, nhìn thấy nụ cười của Diệp Bắc Minh, Tô Diên không khỏi nuốt ngụm nước miếng. Diệp công tử, ngài đừng nói đùa nữa. Diên Nhi không có bất cứ địch ý nào với ngài. Tôi xin thề với liệt tổ liệt tông nhà họ Tô, Tô Diên sẽ không ra tay với Diệp công tử. Cô ta rất nghiêm túc. Loại người như Diệp Bắc Minh, trong tay anh có vô vàn con bài chưa lật. Trở thành kẻ thù của anh, tuyệt đối là ác mộng. Tô Diên thầm biết rõ. Nếu cô ta dám ra tay, chắc chắn sẽ sống không quá 10 giây. Không đùa đâu. Cô là một người phụ nữ thông minh. Diệp Bắc Minh gật đầu, vung tay lên. Vèo, 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 vèo. Bốn phương tám hướng, dưới đất, trên tường, trong hư không, các hạt châu màu đen bay ra, chi chít. Chừng hơn 1.000 viên. Mỗi viên đều ẩn chứa khí tức khủng bố. Thậm chí, đến cả mặt đất xung quanh Tô Diên, cũng bay ra không dưới 10 hạt châu màu đen, đây chính là hỗn ma sát mà anh nói à. Không phải anh bảo chỉ có hơn 100 quả thôi à. Chỗ này, phải hơn 1.000 quả á. Diệp Bắc Minh cất hỗn ma sát đi. Thản nhiên bật ra một câu, cô đã nghe câu này bao giờ chưa? Tô Diên ngẩn ra, câu gì? Diệp Bắc Minh nói, người đàn ông càng đẹp trai, càng giỏi lừa người. Tô Diên, cô đã qua cửa, tôi sẽ không giết cô có thể đi được rồi. Diệp Bắc Minh bỏ lại một câu, rồi quay người đi sâu vào hang thần ma. Tô Diên ngẩn ra. Giây tiếp theo, cô ta mới phản ứng lại, vội vàng đuổi theo Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh thấy cô ta đuổi theo, anh nhíu mày, sao cô còn bám theo tôi? Tô Diên giải thích, Diệp công tử, tôi tới đây để tham gia thí luyện cho lễ trưởng thành. Diệp Bắc Minh nghi hoặc, thí luyện cho lễ trưởng thành. Đúng vậy. Tô Diên cực kỳ nghiêm túc, thế lực ở vị diện phía trên, tàn khốc hơn vị diện cấp 8 này gấp trăm lần. Cứ 10 vạn năm, lại tổ chức cuộc thí luyện cho lễ trưởng thành một lần. Mỗi người chỉ có một cơ hội, nếu thất bại. Thì dù có là huyết thống dòng chính, tôi cũng sẽ bị giáng xuống làm nô bộc của nhà họ Tô. Diệp Bắc Minh im lặng, anh nhìn Tô Diên chằm chằm. Tô Diên vội vàng giải thích thêm, thực lực của tôi đang ở cảnh giới tế đạo chi thượng tầng 1, nhiệm vụ của tôi là săn một ma thú cũng ở cảnh giới tế đạo tầng 1, lấy được nội đan của nó là hoàn thành nhiệm vụ. Nhóm người vừa nãy đều là đồng đội của tôi. Vốn dĩ chúng tôi hợp lực là có thể dễ dàng hoàn thành cuộc thí luyện. Tình hình hiện giờ anh cũng thấy rồi đấy. Với sức của một mình tôi, e khó mà thành công được. Diệp Bắc Minh cười như không cười, cô muốn tôi giúp cô. Tô Diên gật đầu, phải. Ha ha. Diệp Bắc Minh lắc đầu cười, dựa vào đâu mà cô cho rằng tôi sẽ giúp cô. Tô Diên cắn môi, Diệp công tử, tôi không còn lựa chọn nào khác nữa. Nếu bây giờ tôi quay về vị diện phía trên, thì ngang với việc thí luyện thất bại, chắc chắn sẽ bị nhà họ Tô giáng thành thứ dân. Thế khác gì chết đâu. Chỉ cần Diệp công tử đồng ý giúp tôi, Tô Diên nguyện trả bất cứ giá nào. Ánh mắt cô ta kiên định, nhìn Diệp Bắc Minh chăm chú. Hít sâu một hơi. Kể cả bản thân Diên Nhi cũng có thể dâng cho Diệp công tử. Lúc nói câu này, khuôn mặt xinh đẹp của Tô Diên đỏ bừng. Thân là một hoàng hoa đại khuê nữ, những lời này thật sự khó mà mở miệng được, nhưng cô ta không còn cách nào khác. Một khi bị giáng xuống làm thứ dân, kết cục tốt nhất của cô ta cũng chỉ là gả cho một ngoại tộc, rồi trở thành tiểu thiếp. Nếu xui, có khi còn rơi vào chốn phong trần, mặc cho người ta đùa giỡn. Nếu đã không còn lựa chọn nào khác, chỉ bằng chọn Diệp Bắc Minh. Chí ít, người trước mặt là một nhân vật đầy tiềm năng. Đương nhiên Diệp Bắc Minh biết, Tô Diên đang nghĩ gì, hừ. Nữ nhân thì tôi có đầy, tôi không có hứng thú với cô. Nghe thấy lời này, nét mặt Tô Diên thoáng qua vẻ thất vọng.
môi cũng hơi trắng bệch. Chẳng lẽ số phận của mình đến đây là hết thôi sao? Nhưng nếu cô có cách chữa khỏi đạo thương đại đế trên người tôi có thể giúp cô một việc. Diệp Bắc Minh chuyển chủ đề. Anh đã nghĩ rất nhiều cách, thậm chí còn đọc lại Thiên Y Thư rất nhiều lần. Trong đó hoàn toàn không ghi, làm sao để chữa đạo thương cấp đại đế. Tô Diên đến từ vị diện phía trên, dù không thường thấy đạo thương cấp đại đế, nhưng chắc nó cũng không phải thứ cực hiếm thấy nhỉ. Tô Diên mừng rỡ, Diệp công tử, anh chắc chứ? Thấy nét mặt này của Tô Diên, Diệp Bắc Minh suy nghĩ. Lẽ nào có hy vọng hả? Có cách à? Có. Tô Diên gật đầu, đạo thương cấp đại đế, chẳng qua là phép tắc của cảnh giới đại đế quá mạnh. Nó như giòi trong xương, bám trên người anh. Muốn giải trừ đạo thương cấp đại đế, bảo khó thì cũng rất khó, bảo đơn giản thì cũng rất đơn giản. Diệp Bắc Minh nhìn cô ta, là như nào nhỉ? Tô Diên nói, thứ nhất, phải tìm được một nơi mà vạn pháp không tồn tại. Thứ hai, dùng một kiện binh khí đại đế ra tay chống lại phép tắc đại đế trên người anh, tự nhiên vết thương sẽ tiêu tan. Diệp Bắc Minh gật đầu, binh khí đại đế tôi có, nơi vạn pháp không tồn tại là chỗ nào? Tô Diên bật ra một câu, nơi không có phép tắc. Không có trật tự. Mọi thứ không có thứ tự. Trong đầu Diệp Bắc Minh hiện ra một nơi, vô căn chi địa. Tô Diên nghi hoặc, vô căn chi địa. Hình như tôi từng nghe về nơi đó rồi, hình như là vị diện của các anh từng trải qua cuộc chiến giữa trăm vị đại đế, mọi phép tắc và trật tự cũng bị phá hủy hết. Bây giờ thế giới này là đã được xây dựng lại. Nếu là nơi đó, thì được. Nhưng Diệp Bắc Minh lại nhíu mày. Vô căn chi địa đã đóng cửa, một vạn năm mới mở một lần. Mà lần trước mở cửa mới cách đây chưa đầy một tháng. Chẳng lẽ anh phải đợi thêm một vạn năm nữa à? Trừ vô căn chi địa ra, còn nơi nào không có phép tắc, không có trật tự nữa không? Diệp Bắc Minh thấp giọng tự nói. Đột nhiên, trong đầu anh truyền đến một giọng nói, mộ chủ, cậu đang khổ não chuyện gì? Diệp Bắc Minh kể ra khó khăn trước mắt. Tàng kiếm lão nhân bật cười, mộ chủ, mỗi cái đấy thôi à? Cậu cần tìm nơi vạn pháp không tồn tại, cái này đơn giản mà. Xa tận chân trời, gần ngay trước mặt. Diệp Bắc Minh sửng sốt, tiền bối, ý ngài là sao? Tàng kiếm lão nhân cười bảo, nơi mà vạn pháp không tồn tại, tên như nghĩa. Mọi phép tắc đều không còn tồn tại, không đáng, hư vô, không có thứ tự. Mọi thứ như hỗn hỗn độn độn, như thiên địa sơ khai. Cậu đang mang theo một nơi như vậy bên người rồi, cậu còn tìm gì nữa? Tiền bối, ngài đang nói đến. Diệp Bắc Minh cứng đờ người, trợn tròn mắt. Nghĩa địa hỗn độn. Đúng vậy. Tàng kiếm lão nhân cười nhẹ, trong nghĩa địa hỗn độn, mọi phép tắc đều không còn tồn tại. Thời gian, không gian, trọng lực, tốc độ, kể cả sinh tử, đều không còn tồn tại ở đó. Có thể coi là nơi vạn pháp không tồn tại trên mặt ý nghĩa. Thật à? Diệp Bắc Minh kích động quá. Thần hồn của tàng kiếm lão nhân trợn trắng mắt, tin hay không tùy cậu, lão phu đi ngủ tiếp đây. Nói xong, giọng nói biến mất. Anh đang nói chuyện với ai vậy? Tô Diên nghi hoặc nhìn Diệp Bắc Minh. Người này cứ lẩm bà lẩm bẩm, đang nói cái gì thế? Diệp Bắc Minh nở nụ cười, nơi vạn pháp không tồn tại, tôi tìm thấy rồi. Nghĩa địa hỗn độn, mở ra cho ta. Theo tiếng hô của Diệp Bắc Minh. Bát. Nghĩa địa hỗn độn nứt ra một khe hở, Diệp Bắc Minh bước vào trong đó. Giây tiếp theo, chỗ miệng vết thương ở tim bắt đầu run rẩy. Thậm chí, không cần Diệp Bắc Minh vận dụng tháp càn khôn chấn ngục. Huyết dịch trong cơ thể đã sôi trào, những thứ trông giống tơ máu ở vết thương vội vàng bay ra ngoài. Khoảnh khắc tiếp xúc với không gian của nghĩa địa hỗn độn, nó bộc phát ra một cỗ đế uy cường đại. Sau đó tan rã trong chớp mắt. Diệp Bắc Minh đứng đó, anh còn chưa làm gì, đạo thương đại đế trong cơ thể đã tự lao ra ngoài. Song biến mất hẳn. Hừm. Diệp Bắc Minh mở to mắt, cứng ngắc đứng yên tại chỗ. Tô Diên kinh ngạc nhìn cảnh tượng này, thật sự là không dám tin vào mắt mình, này. Sao có thể chứ, anh mang theo cả một nơi vạn pháp không tồn tại bên người hả? Hơn nữa, cấp bậc của nơi này rất cao, phép tắc đế đạo bên ngoài mà bước vào đây. Nhoàng cái đã tan rã. Sao có thể chứ, anh, rốt cuộc anh là ai? Diệp Bắc Minh không có trả lời. Sau khi đạo thương đại đế trên người biến mất, máu hỗn độn sôi trào, khí hỗn độn vốn bị áp chế nhoàng cái đã tuôn ra. Thể chất hỗn độn, trời ơi, anh có thể chất hỗn độn. Tô Diên suýt thì nhảy dựng lên. Lúc trước, khí tức thể chất hỗn độn của Diệp Bắc Minh bị đạo thương cấp đại đế áp chế, cô ta không nhận ra. Giờ,
Cảm nhận được cỗ huyết mạch hỗn độn trào ra, cô ta suýt ngất. Vết thương ở tim Diệp Bắc Minh nhanh chóng hồi phục. Chỉ trong chớp mắt, một trái tim mọc ra, lỗ hổng ở miệng vết thương khép lại, trông như chưa từng bị thương vậy. Sớm biết chữa đạo thương đại đế đơn giản thế này, tôi còn chạy làm gì chứ? Diệp Bắc Minh siết chặt năm ngón tay. Không ngờ vị diện cấp 8 lại có một người mang thể chất hỗn độn. Tô Diên kích động lắm, Diệp Bắc Minh vừa ra khỏi nghĩa địa hỗn độn, đã bị cô ta nắm lấy cổ tay. Diệp công tử, anh về nhà họ Tô với tôi đi. Cô không tham gia thí luyện nữa à? Diệp Bắc Minh nhíu mày. Mặt Tô Diên đỏ bừng, đôi mắt đẹp đầy tơ máu, thí luyện. Còn thí luyện cái dám gì nữa? Ngay cả một thiếu nữ như cô ta mà cũng phải văng tục rồi. Thế mới thấy cô ta đang kích động cỡ nào, anh có thể chất hỗn độn. Thể chất hỗn độn đấy. Diệp công tử, anh có biết thể chất hỗn độn có ý nghĩa gì không? Cả cái vị diện phía trên, cũng phải chục tỷ năm về trước mới xuất hiện một người có thể chất hỗn độn, loại thể chất này hiếm lắm. Trong hàng tỷ người mới có một người á. Chỉ cần anh theo tôi về nhà họ Tô, sau này. Ha ha ha, sau này kể cả gia chủ nhà họ Tô, thì cũng phải nể mặt tôi vài phần. Tô Diên bắt đầu ảo tưởng. Cô ta hơi phiêu phiêu rồi đấy. Diệp Bắc Minh dội luôn một chậu nước lạnh, tôi sẽ không đi cùng cô. Tô Diên sững sờ, nụ cười cứng đờ, vì sao? Diệp công tử, lẽ nào anh không biết, vị diện phía trên có ý nghĩa gì sao? Tôi không ngại nói cho anh biết luôn, cuộc chiến ở Nguyên Thủy Chân Giới năm xưa, đã đắc tội một nhân vật lớn ở vị diện phía trên. Còn về chuyện người này là ai, nhà họ Tô tôi cũng không rõ cho lắm, tôi không dám đoán bừa. Nhưng tôi có thể nói cho anh biết, các vị diện cấp 8 khác vẫn có thể tiến vào cảnh giới đại đế. Còn Nguyên Thủy Chân Giới, đã bị ghim rồi. Anh ở lại đây, thì đời này sẽ không có duyên bước vào cảnh giới đại đế. Cô ta nghĩ, chỉ cần Diệp Bắc Minh biết suy nghĩ, chắc chắn sẽ đồng ý theo cô ta lên vị diện phía trên. Diệp Bắc Minh cười tự giễu, cảnh giới đại đế. Ha ha, chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Đời này, Diệp Bắc Minh tôi chỉ làm một việc. Giết sạch từng người một trong Tô gia đế huyết, khiến họ tuyệt hậu. Oanh! Trong khoảnh khắc đó, trên người Diệp Bắc Minh bùng lên một cỗ sát khí ngập trời. Tô Diên ngây người, cô ta chưa gặp loại sát khí đáng sợ như này bao giờ, trông Diệp Bắc Minh như biến thành một người khác vậy. Diệp công tử, vì sao anh lại hận nhà họ Tô đó đến vậy? Vì sao ư, ha 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 ha, Diệp Bắc Minh bật cười thê lương. Rồi anh im lặng, mắt anh đỏ ngầu, như có một lưỡi dao cắm sâu vào tim, xoáy mạnh từng vòng. Cha mẹ tôi, sư tỷ, với vợ tôi, họ chết cả rồi. Không biết qua bao lâu, Diệp Bắc Minh mới khàn giọng bật ra một câu. A, à, Tô Diên bụng miệng, vô thức lùi về sau vài bước. Giờ phút này, cô ta cảm nhận được nỗi tuyệt vọng chưa từng có từ Diệp Bắc Minh. Diệp công tử, xin lỗi, tôi không biết chuyện này, Tô Diên hơi đau lòng. Không sao. Diệp Bắc Minh lắc đầu, con người xám như cho tàn, cả thế giới sụp đổ, không ai có thể sống sót. Chỉ hy vọng, khoảnh khắc qua đời, họ không đau đớn. Cả thế giới sụp đổ ư, chuyện này là sao, Tô Diên nhíu mày. Diệp Bắc Minh nhìn cô ta một cái, sau đó kể ra chuyện nhà tù số 7 cho cô ta nghe. Nhà tù số 7, nếu đúng như những gì Diệp công tử nói, Tô Diên giơ tay chống cằm, nhà tù số 7 này, chắc là một vị diện độc lập. Nó giống một vị diện cấp 7 á, nhưng, nếu vị diện cấp 7 sụp đổ, thì cũng không thể hóa thành hư vô luôn được. Diệp Bắc Minh ngẩng đầu lên, nắm lấy cổ tay Tô Diên. Hơi thở dồn dập lập tức phả lên mặt Tô Diên. Tô Diên bị phản ứng của Diệp Bắc Minh làm cho giật mình, Diệp công tử, anh làm tôi đau. Nói nhanh, câu cô vừa nói là ý gì? Mắt Diệp Bắc Minh đỏ ngầu, tay vẫn nắm chặt lấy cổ tay Tô Diên. Tô Diên nhịn đau giải thích, Diệp công tử, nếu nhà tù số 7 mà anh kể là một vị diện cấp 7. Lực lượng của cấp đại đế, hẳn không đủ để hủy diệt vị diện này. Cảnh giới đại đế có thể khiến cho vị diện cấp 7 sụp đổ, chia năm xẻ bảy, nhưng chỉ dựa vào một trận pháp, thì không hủy diệt được. Cùng lắm là khiến thế giới đó đổ nát, nếu may mắn. Có khi nó sẽ rơi vào vị diện cấp 7, cấp 8 khác. Cái gì? Diệp Bắc Minh cứng đờ người, con người co rút. Kích động đến nỗi nói năng lộn xộn. Cô bảo, ba mẹ tôi, sư tỷ, Nhược Giai, Xá Nguyệt, Tôn Thiến, họ đều có khả năng vẫn còn sống. Diệp Bắc Minh nổi da gà. Một hàng huyết lệ chảy ra. Đúng vậy. Tô Diên gật đầu. Ha 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 ha, ha, ha ha ha. Diệp Bắc Minh ngửa mặt lên trời cười to. Huyết lệ cứ chảy,
nỗi bi phẫn cùng thù hận trong tim đều hóa thành nỗi kích động trào ra ngoài. Tốt, tốt, tốt quá rồi, ha 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 ha, tốt quá rồi. Tiểu tháp, ông có nghe thấy không? Vẫn còn cơ hội, có lẽ mọi người chưa chết. Diệp Bắc Minh ôm lấy Tô Diên, hôn mạnh lên má cô ta, Tô cô nương, cảm ơn. Cảm ơn cô. Từ nay trở đi, chuyện của cô chính là chuyện của Diệp Bắc Minh tôi. Cô cần nội đan của một con ma thú ở cảnh giới tế đạo chi thượng đúng không? Cô ở đây chờ tôi đi rồi về. Nói xong. Diệp Bắc Minh phấn khởi xông vào sâu trong hang thần ma, không ngoảng đầu lại luôn. Để lại Tô Diên đứng ngây tại chỗ. Hai má đỏ bừng, đôi mắt xinh đẹp nhìn theo hướng Diệp Bắc Minh rời đi, anh ta. Anh ta vừa hôn mình hả? Một lúc sau. Gào. Sâu trong hang thần ma, vang lên tiếng gào của ma thú. Một mùi máu tanh cực kỳ khủng bố thổi quét qua lối đi, sau đó truyền ra tiếng chiến đấu, những đợt sóng năng lượng mạnh mẽ cuồn cuộn như sóng thần đổ tới. Có thể nghe ra, cuộc chiến cực kỳ khốc liệt. Một khắc đồng hồ sau, tiếng đánh nhau biến mất. Đợi thêm mấy chục giây nữa, một thanh niên người đẫm máu. Khuôn mặt mỉm cười nhẹ nhàng, ném một viên nội đan màu đen qua, Tô cô nương, tôi tìm được một con ma long đen, đây là nội đan của nó. Thực lực của nó, gần đạt đến tế đạo chi thượng tầng 2. Chắc là đủ để cô vượt qua thí luyện rồi. Hả? Tô Diên há to miệng. Cúi đầu nhìn nội đan trong tay. Một cỗ lực lượng cực kỳ tinh thuần úp tới. Chủ nhân của nó, chắc chắn đã qua cảnh giới tế đạo tầng 1. Mới một lúc như vậy thì anh ấy đã cường thế chém chết một con ma long cảnh giới tế đạo chi thượng tầng 1 rồi ấy hả? Trời ơi, Tô Diên cứng người đứng yên tại chỗ, đây là quái vật gì vậy? Diệp Bắc Minh quay người, bỏ lại một câu, Tô cô nương, cáo từ. Anh lao ra khỏi hang thần ma, đầu cũng không ngoảnh lại, đi thẳng về phía nhà tù số 7. Ba mẹ, sư tỷ, Nhược Giai đợi anh. Ở đây chỉ còn lại Tô Diên. Đứng ngây ngốc nhìn Diệp Bắc Minh biến mất, này, cứ thế là đi à? Không biết qua bao lâu. Tô Diên mới phản ứng lại, không được, anh ấy là thể chất hỗn độn, tỷ năm khó gặp một lần. Cô ta lấy trận bàn màu đen ra, nhỏ vào một giọt máu tinh. Bù! Huyết quang ngưng tụ, tạo thành một trận pháp cỡ nhỏ. Trong nháy mắt, xung quanh hiện lên hình ảnh, đó là một viện cổ kính, một thiếu phụ ăn mặc lộng lẫy đang ngồi trong đình, Diên Nhi, sao tự nhiên con lại liên lạc với gì? Hay là lúc thí luyện gặp phải vấn đề khó hả? Tô Diên cắn môi, dì ơi, cháu có thể tin tưởng dì không? Thiếu phụ cười khúc khích, con nhóc này, dì nuôi cháu từ nhỏ đến lớn đấy. Cháu nói xem, có bí mật gì, nói đi. Dì bảo đảm sẽ giữ bí mật cho cháu. Tô Diên nói ra một câu kinh người, dì ơi, cháu phát hiện một người có thể chất hỗn độn. Xoẹt. Thiếu phụ kích động đến nỗi đứng bật dậy, bộ ngực phập phồng mãnh liệt, cháu. Cháu nói gì, cháu nói lại lần nữa xem nào. Hỗn độn thể, con phát hiện ra hỗn độn thể. Tô Diên lặp lại một câu. Không thể nào. Người thiếu phụ quả quyết lắc đầu. Nếu không phải vì không cùng một vị diện, bà đã lập tức lao tới chỗ Tô Diên. Diên Nhi, nói đi, con đang đùa phải không? Bộ ngực của thiếu phụ phập phồng kịch liệt, lộ ra vẻ cực kỳ gấp gáp. Cũng may chỉ có Tô Diên ở hiện trường, nếu không bị đàn ông nhìn thấy thì sẽ vỡ mạch máu mà chết. Ánh mắt Tô Diên ngưng trọng, dì thấy con giống như đang nói dối sao? Chuyện như này làm sao con có thể nói dối gì được? Nghe vậy, thiếu phụ vô cùng hưng phấn. Không ngừng đi lại lại. Tốt quá rồi, con trai ta được cứu rồi. Cuối cùng cũng được cứu rồi. Người thiếu phụ dường như đã đưa ra một quyết định nào đó. Bà đảo mắt nhìn chằm chằm Tô Diên, Diên Nhi, mấy năm nay dì đối xử với con như thế nào? Tô Diên nghiêm túc trả lời, dì đối với con giống như mẹ ruột. Người thiếu phụ lại hỏi, vậy Long Nhi thì sao? Tô Diên nói, trong mắt con, Long Nhi thân thiết như em ruột. Tốt, điều ta chờ đợi chính là câu nói này của con. Thiếu phụ mỉm cười gật đầu, Diên Nhi, con cũng biết bệnh tình của Long Nhi càng ngày càng nghiêm trọng. Trước đây, nó cũng là tuyệt thế thiên tài của nhà họ Tô. Có thể kế thừa đại thống tiên tổ, nhưng đáng tiếc bị tiểu nhân hãm hại. Tô Diên gật đầu, dì yên tâm, chỉ cần con mang hỗn độn thể về cho nhà họ Tô, từ nay về sau không ai có thể ức hiếp chúng ta nữa rồi. Không, con hiểu lầm ý ta rồi. Thiếu phụ lắc đầu. Trong mắt hắn hiện lên một tia hung hãn. Dì, ý gì là sao? Tô Diên bối rối. Trên người thiếu phụ hiện lên một tia tàn ác, xương cốt của Long Nhi đã bị phế, ta đã tìm thần y trong toàn thiên hạ, nhưng đều không cứu được mạng sống của con trai ta.
Tủy xương của hỗn độn thể có thể giúp Long Nhi khôi phục thiên phú, thậm chí cải thiện thể chất của nó. Hãy để Long Nhi trở thành một hỗn độn thể thực sự. Nghe được những lời này, Tô Diên hoàn toàn sửng sốt. Mắt mũi trợn tròn, cái gì? Gì, là muốn? Đúng vậy. Thiếu phụ nặng nề gật đầu, nhèo mắt lại, còn ở vị diện bên dưới, hỗn độn thể mà con nói chắc là vẫn chưa trưởng thành. Ta lập tức phái người tới giúp con, chỉ cần con mang tủy xương của hỗn độn thể về. Long Nhi, sau này sẽ mãi là em trai của con sẽ mãi mãi là chị gái của nó, cũng sẽ mãi mãi là con gái ngoan của ta. Toàn thân Tô Diên như đông cứng tại chỗ. Cô có nằm mơ cũng không ngờ rằng, dã tâm của dì cô lại đáng sợ hơn nhiều so với cô tưởng tượng. Không được. Tô Diên lắc đầu, dì, Diệp công tử đã cứu mạng con. Dì không thể giết anh ấy. Thiếu phụ cười lạnh, hừ, Tô Diên, tiểu tử đó đã cứu con một mạng. Nhưng con đừng quên, mạng sống của con là do ta cho con. Nếu không có ta, con đã sớm chết ở trong kho chứa củi nhà họ Tô rồi, là ta đã nhặt con về nuôi dưỡng, mới có con của ngày hôm nay. Tô Diên cắn đôi môi đỏ mọng, dì đã cho Tô Diên một mạng. Nhưng Diệp công tử cũng là ân nhân cứu Tô Diên một mạng, con nguyện ý trả lại mạng sống này cho dì. Cũng tuyệt đối sẽ không làm hại Diệp công tử. Nói xong, một thanh kiếm dài xuất hiện trong tay cô, kề vào cổ chính mình. Đôi mắt cô đỏ hoe, dì, chỉ cần dì muốn mạng sống của Tô Diên. Con có thể trả lại cho dì. Thiếu phụ biến sắc, biểu cảm thay đổi, lại nặn ra một nụ cười, Diên Nhi, là dì quá kích động rồi. Long Nhi bị thương quá lâu, ta quá muốn nó bình phục. Thế này đi, dì không cần tủy xương của hỗn độn thể nữa, ta chỉ cần một phần máu hỗn độn thôi, thế nào? Máu hỗn độn. Tô Diên giật mình. Thiếu phụ nở nụ cười hiền lành, gật đầu cười nói, đúng vậy. Bệnh của Long Nhi dùng máu hỗn độn cũng có thể chữa khỏi. Lát nữa ta sẽ phái người đến đón con, các con chỉ cần mang về một ít máu hỗn độn là được. Tô Diên vẫn có chút hoài nghi. Sắc mặt thiếu phụ nghiêm túc, Diên Nhi, lẽ nào đến cả gì con cũng không tin sao? Bao nhiêu năm nay, ta đã bao giờ nói dối con chưa? Lẽ nào ta vì con mà mất đi một chút lý trí liền trở thành người xấu trong lòng con rồi sao? Không có. Tô Diên sửng sốt, vội vàng lắc đầu, được rồi, dì, con hứa với dì. Tốt, con cứ đợi ở hang thần ma đi, người của ta sẽ lập tức tới đó. Bát. Không gian dao động, liên lạc giữa hai người bị gián đoạn. Thiếu phụ bình tĩnh lại, trầm tư một lát, sau đó hét lên, người đâu? Một ông lão mặc áo gai đi vào, cúi đầu bước nhanh về phía thiếu phụ. Cúi người 90 độ, phu nhân, người tìm tôi. Thiếu phụ thốt ra một câu, đã phát hiện ra tung tích của hỗn độn thể. Cái gì? Ông lão mặc áo gai ngẩng đầu lên, trong đôi mắt đục ngầu hiện lên một tia kinh ngạc. Ngay lập tức, nỗi kinh hãi biến thành hưng phấn, ông ta quỳ rạp xuống đất, chúc mừng phu nhân, chúc mừng phu nhân. Nhiều năm như vậy, thiếu gia cuối cùng cũng không còn phải chịu khổ nữa rồi, cuối cùng cũng được cứu rồi. Đôi mắt thiếu phụ đỏ hoe, nghẹn ngào gật đầu, đúng vậy. Sau ngần ấy năm, Long Nhi cuối cùng cũng có hy vọng rồi. Hỗn độn thể đó là ở nguyên thủy chân giới, là Tô Diên phát hiện ra, người dẫn mấy người đi gặp nó đi. Mang tủy xương của hỗn độn thể về đây. Rõ. Ông lão mặc áo gai quay người rồi nhanh chóng rời đi. Phía sau vang lên một giọng nói, chờ đã, còn một chuyện. Phu nhân, người nói đi. Khoảnh khắc ông lão mặc áo gai quay đầu lại, trong mắt thiếu phụ hiện lên một tia lạnh lùng, nếu Tô Diên ngăn cản ngươi, giết. Gần như cùng lúc đó, Diệp Bắc Minh đã quay lại lối vào nhà tù số 7 với tốc độ nhanh nhất. Nhà tù số 7 đã sụp đổ từ lâu, mẫu thạch hỗn độn ở lối vào đã biến mất, chỉ còn lại một khoảng hư vô. Một vết nứt không gian dài hàng trăm mét đang ở ngay trước mắt. Thoạt nhìn, bên trong tối đen như mực, một khoảng hư vô. Không có bão không gian, không có năng lượng cuồng bạo. Chỉ có một khoảng không gian hư vô. Tốt, tốt quá rồi. Diệp Bắc Minh rất kích động, tự trách mình không kiểm tra cẩn thận. Khoảnh khắc Tiêu Hùng phá hủy nhà tù số 7, Diệp Bắc Minh bị sự phẫn nộ bao trùm, trong đầu chỉ có một suy nghĩ. Giết người. Nếu hắn ở lại đây kiểm tra kỹ hơn, có lẽ đã sớm phát hiện ra có vấn đề rồi. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục nói, tiểu tử, bổn tháp đã sớm nhắc nhở cậu rồi, khi nhà tù số 7 sụp đổ, bổn tháp đã cảm nhận được có gì đó bất thường. Bây giờ nhìn lại thì có lẽ là lúc vị diện của nhà tù số 7 bị sụp đổ. Hàng rào không gian nổ tung, đại lục bên trong rơi xuống những vị diện khác. Diệp Bắc Minh gật đầu. Điều này rất có thể.
Rất nhanh, Diệp Bắc Minh hít sâu một hơi, kìm nén lại tâm trạng kích động. Mọi người rơi xuống vị diện nào rồi? Diệp Bắc Minh cau mày. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục trả lời dứt khoát, đừng hỏi tôi, bổn tháp không biết. Diệp Bắc Minh suy nghĩ mấy giây. Còn nước còn tát đi. Hắn giơ tay lên, lấy ra một miếng ngọc bội, đế ngọc, chính là thứ mà Giao Chỉ để lại cho hắn liên lạc. Hắn cứa vào lòng bàn tay, một giọt máu hỗn độn nhỏ xuống đế ngọc. Giây tiếp theo, một đạo huyết quang tỏa ra từ đế ngọc, hấp thụ máu hỗn độn, một năng lượng tinh khiết ngưng tụ lại. Diệp Bắc Minh, ngươi lại vẫn còn liên lạc với ta. Một giọng nói quen thuộc, ngạo mạn và có phần kinh ngạc vang lên. Chính là Giao Trì. Giọng nói Diệp Bắc Minh lạnh lùng, sao lại không thể? Cô lừa tôi mấy lần, lẽ nào chột dạ rồi? Giao Trì trầm mặc mấy giây, ngạo nghễ cười, ta lừa ngươi thì làm sao? Diệp Bắc Minh vẫn thờ ơ, có cơ hội, tôi sẽ đòi lại cả vốn lẫn lãi. Trả lời câu hỏi đầu tiên của tôi, chuyện nhà tù số 7, cô vẫn luôn lừa tôi đúng không? Nhà tù số 7 là một vị diện độc lập, cho dù có sụp đổ thì đại lục bên trong cũng sẽ không bị vỡ vụn mà sẽ rơi xuống vị diện khác. Giao Chỉ có chút kinh ngạc, sao người biết? Trả lời tôi đi. Diệp Bắc Minh lạnh lùng hét lên. Giao Chỉ sửng sốt, có chút tức giận, Diệp Bắc Minh, người đây là thái độ gì? Mẹ kiếp, cô còn muốn tôi có thái độ gì nữa? Nói. Diệp Bắc Minh trực tiếp mắng chửi, không cho chút thể diện nào. Giao Chỉ tức giận, cô ta không bao giờ nghĩ rằng Diệp Bắc Minh lại dám mắng. Cô ta hít một hơi thật sâu, không dễ gì kìm nén được cơn tức giận, thờ ơ nói, đúng vậy. Lúc đầu bổn đế lừa ngươi, là để ngươi nhanh chóng nâng cao thực lực, giúp bổn đế rời khỏi nguyên thủy chân giới. Ta không sợ nói với ngươi, nhà tù số 7 chỉ là cách nói của nguyên thủy chân giới. Nhà tù số 7, nhà tù số 6 và nhà tù số 5 chỉ là những đại từ. Trên thực tế, chúng là những vị diện cấp thấp phía dưới nguyên thủy chân giới. Nếu nhà tù số 7 sụp đổ, đại lục bên trong sẽ ngẫu nhiên rơi xuống một vị diện gần đó. Quả nhiên, nhận được câu trả lời này. Đôi mắt Diệp Bắc Minh nheo lại, trên mặt hiện lên vẻ vui mừng. Trái tim vốn dĩ treo lơ lửng trong chớp mắt rơi xuống đất. Diệp Bắc Minh hỏi, bọn họ sẽ rơi xuống vị diện nào? Giao Chỉ cười lạnh, làm sao bổn đế biết được, ngươi tự đi tìm đi, được. Diệp Bắc Minh gật đầu, Giao Chỉ, cô là người phụ nữ đầu tiên và duy nhất khiến tôi phải chịu thiệt lớn như vậy. Một ngày nào đó, tôi sẽ khiến cô trả lại cả gốc lẫn lãi. Hắn cất đế ngọc đi, màn hình biến mất. Trên màn hình, khuôn mặt xinh đẹp của Giao Chỉ tối sầm lại, tên này lại dám uy hiếp ta. Đáng ghét, thật đáng ghét. Không biết qua bao lâu, Giao Chỉ cười kiêu ngạo, hỡi ta chờ ngươi tới tìm ta. Bên ngoài nơi nhà tù số 7 bị sụp đổ. Diệp Bắc Minh tiến lên một bước, tiến vào không gian hư không sụp đổ. Tiểu tháp, có thể tìm được khí tức của mọi người không? Tôi thử xem y thần niệm của tháp Càn Khôn Chấn Ngục phát ra, lan ra trong hư không. 15 phút trôi qua, giọng nói của tháp Càn Khôn Chấn Ngục vang lên, tiểu tử, xin lỗi. Bổn tháp không cảm nhận được khí tức của bất kỳ ai. Nơi này là một không gian trống rỗng, căn bản không có kết nối với thế giới bên ngoài. Diệp Bắc Minh lộ ra một nụ cười, không sao, chỉ cần mọi người vẫn còn sống, thì sẽ có thể tìm thấy. Chân trước vừa bước ra khỏi vết nứt không gian. Liền có vài bóng người từ xa bay tới, đáp xuống trước mặt Diệp Bắc Minh. Là Tô Diên, phía sau cô là ba ông già. Khí tức của ba người đáng sợ như vực sâu. Sao cô lại tới đây? Diệp Bắc Minh cau mày. Tô Diên giải thích, Diệp công tử, thật xin lỗi. Lúc trước nghe anh nhắc tới nhà tù số 7, tôi có nghe ngóng một chút liền đến đây. Tôi vốn dĩ không muốn làm phiền anh nữa, nhưng tôi thực sự không có cách nào khác. Cô chỉ vào ba ông già phía sau, một người chỉ có một mắt. Một người mặc áo gai, người cuối cùng bị mất một cánh tay. Ba người nhìn về phía Diệp Bắc Minh, trong mắt đều có chút hàn ý. Giới thiệu một chút, đây là ba anh em nhà họ Chiến, Chiến Đại, Chiến Nhị, Chiến Tam. Tô Diên cười nói, bọn họ từ khi sinh ra đã là người hầu của nhà họ Tô, đều là người của mình. Nhìn vẻ mặt không mấy thiện cảm của ba người, Diệp Bắc Minh có chút cảm giác nguy hiểm, cho nên, Tô cô nương là có ý gì? Ba tế đạo chi thượng cấp 4. Không phải tới đây để nói chuyện với tôi đấy chứ. Ba ông già nhìn nhau cười nửa miệng, Tô Diên đứng ở trước mặt ba người, không phát hiện ra bọn họ có gì khác thường, cười nói, Diệp công tử, anh hiểu lầm rồi. Tôi có một người gì rất tốt với tôi, bà ấy có một người con trai bị thương từ khi còn nhỏ. Cần có máu hỗn độn thì mới có thể chữa lành vết thương, vì vậy. Diệp Bắc Minh trực tiếp ngắt lời, buồn cười lắc đầu, cho nên, cô tới tìm tôi là muốn máu hỗn độn.
Tô Diên cắn môi gật đầu, đúng vậy, Diệp công tử. Tôi biết yêu cầu này rất không hay, nhưng Tô Diên cầu xin anh. Tôi sẵn sàng dùng mọi thứ để đổi. Chỉ cần Diệp công tử nói, Tô Diên nhất định sẽ toàn lực đáp ứng. Lời nói vừa dứt, chiến đại, chiến nhị, chiến tam đã vượt qua Tô Diên, bao vây Diệp Bắc Minh. Thể hiện sức mạnh ba sừng. Đây là cách cô cầu xin người khác à? Diệp Bắc Minh buồn cười. Sắc mặt Tô Diên thay đổi, ba người các ngươi đang làm gì vậy? Mau lùi lại, đừng để Diệp công tử hiểu lầm. Ba người họ đều phớt lờ. Ông già mặc áo gai chiến nhị lộ ra vẻ mỉa mai, hiểu lầm. Có thể có hiểu lầm gì chứ? Phu nhân sai chúng ta xuống chính là để mang tủy xương của hỗn độn thể về. Cái gì? Thân thể mảnh khảnh của Tô Diên run lên, khuôn mặt xinh đẹp trong nháy mắt tái nhợt, không thể nào. Gì lừa ta? Ông già mặc áo gai không để ý tới phản ứng của Tô Diên, ánh mắt đùa cợt rơi vào người Diệp Bắc Minh, tiểu tử, là ngươi tự mình giao tủy xương hỗn độn thể ra. Hay là chúng ta bẻ gãy xương cốt của ngươi, moi ra từng chút tủy hỗn độn. Cái quái gì vậy, cút, Diệp Bắc Minh chém ra một kiếm, xen lẫn lửa giận vô tận. Gào, một con huyết long lao ra, mọi thứ quá nhanh, cộng với sự cảnh giác của ông già mặc áo gai không đủ, hơn nữa. Chỉ một người bản địa cảnh giới đại đạo cấp 1 thì có gì khiến người ta phải cảnh giác chứ? Bang, một tiếng, con huyết long nổ tung trong ngực ông già mặc áo gai. Ông già mặc áo gai hét lên, xương ức nổ tung, lộ ra nội tạng bên trong. Cả người bị ném ra ngoài như một con chó chết, vô cùng thống khổ, đáng chết. Đại ca, tam đệ, giết, 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 giết hắn cho ta, không cần hạ thủ lưu tình. Thứ phu nhân muốn chính là tủy hỗn độn. Ông già một mắt và ông già một tay cũng phản ứng lại. Sắc mặt cực kỳ âm trầm xông lên, tiểu tử, ngươi thật to gan, lại dám ra tay với chúng ta. Ngươi không cần sống nữa rồi. Vút, vút, khí tức tế đạo chi thượng cấp 4 bộc phát như một cơn lốc xoáy dữ dội. Cực kỳ tàn nhẫn, đè bẹp Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh dùng kiếm chém về phía trước, nhưng không thể ngăn cản sức mạnh của hai người, liền bị thổi bay mấy chục mét. Hai ông già cũng cảm thấy khó chịu, khí huyết sôi lên. Cũng bị đẩy lùi về sau hơn 10 mét, tuy nhiên, mấy chục mét so với hơn 10 mét. Bọn họ đã thắng rồi. Tuy nhiên, mẹ kiếp, tiểu tử này mới chỉ ở cảnh giới đại đạo cấp 1. Bọn họ đã là tế đạo chi thượng cấp 4 rồi, khoảng cách lớn như vậy, lại có thể bị đẩy lùi về sau. Hai người nhìn nhau, đều thấy được một tia kinh ngạc trong mắt đối phương. Tiểu tử này không thể giữ lại được, đừng lãng phí thời gian nữa, hãy tấn công bằng thủ đoạn mạnh nhất. Khi sư tử chiến đấu với thỏ, nó phải dùng hết sức lực. Hai bóng người bay tới, mỗi người rút ra vũ khí của mình. Một chiếc rìu khổng lồ màu đỏ như máu, một ngọn giáo dài màu đen, điên cuồng nghiền nát xuống, phụt, Diệp Bắc Minh vung kiếm lên, miệng tê dại, bay về phía sau. Hắn liếm môi và phun ra một ngụm máu. Diệp công tử, Tô Diên biến sắc, bước tới trước mặt Diệp Bắc Minh, các người điên rồi à? Đã nói rõ là chỉ cần máu hỗn độn của Diệp công tử thôi mà. Ai cho phép các ngươi ra tay làm bị thương người ta? Lui xuống cho ta, lúc Tô Diên đối đầu với hai người, mẹ kiếp. Khoảng cách về cảnh giới quá lớn, Diệp Bắc Minh lau máu trên khóe miệng, lão già này, mẹ kiếp, thật không biết xấu hổ. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục nói, tiểu tử, tế đạo chi thượng cấp 4, so với tế đạo cấp 9, mỗi cấp sẽ tăng gấp đôi sức chiến đấu. Một tế đạo chi thượng cấp 4, tương đương với 8 cảnh giới tế đạo cấp 9 rồi. Hai tế đạo chi thượng cấp 4 tương đương với một mình cậu đánh với 16 cảnh giới tế đạo cấp 9 đấy. Diệp Bắc Minh truyền âm, tiểu tháp, toán học của ông cũng không tồi đấy. Tháp Càn Khôn Chấn Ngục cười khúc khích, đương nhiên, bổn tháp là ai chứ? Ông tưởng tôi đang khen ông thật à? Diệp Bắc Minh không nói nên lời. Giọng điệu của Tháp Càn Khôn Chấn Ngục ngưng trọng, tiểu tử, không đùa nữa. Bổn tháp giúp cậu ra tay nhé. Diệp Bắc Minh quả quyết từ chối. Cùng lúc đó, ông già mặc áo gai đã hồi phục, sầm mặt bước tới, Tô Diên tiểu thư, đừng nói tôi không nhắc nhở cô. Phu nhân nói nếu cô dám ngăn cản ba người chúng tôi, giết không thương tiếc. Sắc mặt Tô Diên thay đổi lớn. Cô sững sờ tại chỗ, không thể nào, gì không thể nào lại hạ lệnh như vậy được. Ông lão mặc áo gai cười lạnh, ra tay, giết Tô Diên. Giết ta, các ngươi dám, Tô Diên tức giận đến toàn thân run rẩy. Đến bây giờ cô vẫn chưa nhìn rõ tình hình. Cô mở rộng hai tay và đứng trước mặt Diệp Bắc Minh, Diệp công tử đã cứu mạng ta không cho phép các ngươi làm hại anh ấy. Nếu ba người các ngươi dám ra tay với Diệp công tử, sau khi trở về nhất định ta sẽ bẩm báo gì ta. Cô vẫn không tin gì mình sẽ làm ra chuyện như vậy. Khóe miệng ông già một mắt gợi lên một tia thích thú, một sát ý vô hình khóa chặt lấy cô. Chiếc rìu khổng lồ màu đỏ như máu ép xuống. Phụt, Tô Nhiên bị thương vẫn chưa bình phục hoàn toàn. Tế đạo chi thượng cấp 1 với tế đạo chi thượng cấp 4, căn bản không cùng một đẳng cấp.
Lục phủ ngũ tạng rối loạn, phun ra một ngụm máu. Thân xác giống như chiếc lá rơi trong gió thu, bay ngược về phía sau một cách vô cùng khốn khổ. Va mạnh vào một tảng đá lớn cách đó hàng trăm mét. Các ngươi điên thật rồi, lại dám ra tay với ta. Ta là người nhà họ Tô đấy. Tô Diên nhìn chằm chằm ba người bọn họ. Sắc mặt ông già mặc áo gai lạnh lùng. Tô Diên, ngươi là người nhà họ Tô, không sai. Nhưng, chúng ta tuân theo mệnh lệnh của phu nhân. Nếu ngươi dám ngăn cản phu nhân lấy máu hỗn độn, vậy thì chỉ có một con đường chết. Tô Diên đứng dậy, tựa vào tảng đá, lẩm bẩm nói, không thể nào. Gì, sao có thể làm ra chuyện như vậy? Ngây thơ, ông già mặc áo gai mỉm cười, dù sao thì ngươi cũng sắp chết rồi, nên ta cũng nói cho cô một việc nữa. Cha mẹ ngươi đều đã chết khi ngươi còn nhỏ, phu nhân đã có lòng thu nhận ngươi, có thể nào cha mẹ ngươi chính là chết trong tay phu nhân không? Uinh uinh, lời của ông già mặc áo gai như một tia sét từ trời xanh giáng xuống. Đánh trúng vào trái tim Tô Diên, cả người cô choáng váng. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Cha mẹ ta, là chết dưới tay gì ta sao? Hốc mắt Tô Diên đỏ hoe, nước mắt trào ra, là giả. Tất cả đều là giả, ngươi lừa ta đúng không? Ông già mặc áo gai, ông già một mắt và ông già một tay nhìn nhau. Khóe miệng, mang theo một nụ cười nhàn nhạt. Khi cha mẹ ngươi qua đời, ba chúng ta đều có mặt ở đó. Đúng rồi, đầu của cha ngươi, còn là do ta chém xuống đấy. Ta bây giờ vẫn còn nhớ rõ ánh mắt tuyệt vọng và oán hận của ông ta. Ông già mặc áo gai lắc vai cười, đúng rồi, đại ca, tam đệ. Hai người có còn nhớ mẹ của Tô Diên tiểu thư không? Trên khuôn mặt già nua hiện lên một tia khốn khổ. Ông già một mắt gật đầu, đương nhiên còn nhớ. Ông già một tay cười tà ác, nhị ca, không phải ca biết rõ còn hỏi sao. Người phụ nữ nuột nà đó, ca là người đầu tiên lên đấy. Ông già mặc áo gai cười tục tĩu, nhìn trên người Tô Diên có phải là có bóng dáng của mẹ cô ta khi đó không? Ông già một tay nhìn Tô Diên, liếm môi, một chút. Các ngươi, xúc sinh, Tô Diên tức giận đến toàn thân run rẩy, đôi mắt đẹp đầy tia máu, da đầu gần như nổ tung vì tức giận. Ông già mặc áo gai thốt ra một câu, hai người giết chết tiểu tử đó đi, đừng làm hỏng thủy hỗn độn là được. Về phần Tô Diên, giao cho ta. Được, ông già một mắt và ông già một tay đi thẳng về phía Diệp Bắc Minh. Ông già mặc áo gai bước tới, đáp thẳng xuống trước mặt Tô Diên, giơ tay tóm lấy cổ cô. Chậc 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 chậc, Tô Diên, ngươi nói tại sao ngươi nghĩ không thông. Nếu ngươi không phản kháng, chuyện này mọi người đều sẽ chôn chặt trong lòng, ngươi tiếp tục làm tiểu thư nhà họ Tô. Bây giờ thì hay rồi. Đã nói ra hết rồi, người chỉ có thể chết. Ông già mặc áo gai thở dài lắc đầu. Tô Diên nghiến răng nghiến lợi, máu tràn ra nơi khóe miệng, xúc sinh. Những điều ngươi nói đều là sự thật. Cha mẹ ta, thật sự là gì ta? Là Uông Lâm hại chết sao? Ông già mặc áo gai nở nụ cười đầy ẩn ý, ngươi nói xem. Tại sao? Tô Diên hoàn toàn tuyệt vọng. Uông Lâm đã nuôi dưỡng cô hơn 1 tỷ năm. Bao nhiêu năm qua, cô gần như coi đối phương là mẹ ruột của mình. Cô có nằm mơ cũng không ngờ rằng cha mẹ mình lại vì Uông Lâm mà chết. Mẹ cô trước khi chết còn bị sỉ nhục. Muốn biết à, kiếp sau đi. Ồ, không đúng, ngươi sẽ bị hủy diệt thần hồn, không có kiếp sau. Ông già mặc áo gai cười tinh nghịch, đôi mắt dâm đãng của ông ta quét qua cơ thể Tô Diên. Yên tâm, trước khi chết, ta sẽ biến ngươi thành một người phụ nữ thực sự. Khi ông ta đưa một tay còn lại ra tóm lấy eo Tô Diên. Gào, một tiếng rồng gầm vang lên từ phía sau, tiếp đó là tiếng hét của ông già một mắt và ông già một tay. Chuyện gì vậy? Ông già mặc áo gai quay đầu nhìn lại, không khỏi choáng váng trước cảnh tượng trước mắt, chỉ thấy một võ đạo đài khổng lồ màu đỏ như máu với đường kính hơn 10.000 mét xuất hiện ở phía trước. Xung quanh võ đạo đài có hàng trăm tấm bia mộ. Diệp Bắc Minh cầm một thanh bảo kiếm cổ xưa, sát ý bộc phát, ông già một mắt và ông già một tay đang nằm thảm hại trên võ đạo đài, bị trọng thương và không ngừng thổ huyết. Đại ca, tam đệ, ông già mặc áo gai biến sắc, xảy ra chuyện gì? Ông già một tay than thở, lĩnh vực pháp tắc luân hồi, tiểu tử này biết lĩnh vực pháp tắc luân hồi. Nhị ca, mau tới cứu đệ, thực lực của tiểu tử này có gì đó không đúng, lúc mạnh lúc yếu. Đan điền của đệ nổ tung rồi, đệ không muốn chết, ông già một mắt toàn thân run rẩy. Nhị ca, ca còn ngây ra đó làm gì? Ra tay, mau ra tay đi, Diệp Bắc Minh không muốn phí lời, bước lên phía trước. Thanh kiếm trong tay hắn ép xuống, phụt, hai người nổ tung tại chỗ, hóa thành máu, chìm vào khe hở trên đạo đài luân hồi. Càng đỏ hơn, Tô Diên cũng ngây ra, chuyện gì vậy? Thực lực của anh ta, thật kỳ lạ, trước đây, đến tế đạo chi thượng cấp 2 Diệp Bắc Minh cũng không thể đối phó được. Mới chỉ bao lâu, đã có thể giết chết chiến đại, chiến tam đang ở tế đạo chi thượng cấp 4 trong chớp mắt. Đại ca, tam đệ, mắt ông già mặc áo gai như sắp nổ tung,
mẹ kiếp, rốt cục là chuyện gì vậy? Cùng lúc đó, ánh mắt Diệp Bắc Minh lạnh lùng, quay đầu lại, đến lượt ngươi. Sắc mặt ông già mặc áo gai tái nhợt, lập tức phẫn nộ, tiểu tử, ngươi giết anh em của ta, ta bắt ngươi phải chết. Khí huyết dâng trào, trong tay ông ta xuất hiện một thanh thần kiếm màu đỏ rực, khí tức cực kỳ cuồng bạo. Giống như một con chăn lửa, toàn bộ khí tức tế đạo chi thượng cấp 4 đều nổ tung, chém ra một ánh kiếm đáng sợ cao tới 100.000 trượng. Diệp Bắc Minh không hề sợ hãi, giơ tay cầm kiếm đón lấy. Dưới sự hỗ trợ của đạo đài luân hồi, kiếm khí của cả hai chạm vào nhau, trong chốc lát giống như một vụ nổ hạt nhân. Bang, những làn sóng không khí đáng sợ quét qua toàn bộ trời đất, cát đá bay tứ tung, những đám mây đen hàng ngàn dặm bị thổi bay. Ông già mặc áo gai thậm chí còn bị sóng không khí dâng trào ném bay ra ngoài, phun ra hơn chục ngụm máu, kinh hãi ôm ngực, không thể nào. Ngươi căn bản không phải cảnh giới đại đạo cấp 1, ngươi là tế đạo chi thượng. Trong chớp mắt, ông già mặc áo gai tái mặt, cùng cảnh giới, hỗn độn thể là vô địch. Lúc này, Diệp Bắc Minh mang theo đạo đài luân hồi, bước đến như thần chết. Ngươi đừng đến đây, ông già mặc áo gai sợ hãi. Ông ta khống chế Tô Diên, lấy Tô Diên chặn trước mặt, thanh thần kiếm chăn lửa trong tay kề vào cổ cô, nếu ngươi còn tiến lên một bước, ta sẽ giết cô ta. Ồ, tùy ngươi, Diệp Bắc Minh bình thản trả lời. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 142.